Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Holic Audio. Mời các bạn theo dõi truyện tiệm quan tài phố Tây của tác giả Toái Giả. Tác phẩm thuộc thể loại huyền huyễn, có yêu, có ma, có thần. Hãy cùng theo dõi hành trình tiếp theo đầy kịch tính của trường Quỷ Ly nhé. Chương 51: Người mất tích Tề Đồng. Tòng tố, Đường Phong, Minh Tịnh Minh Chí và một đám đạo sĩ bị Bạch Nham dùng pháp thuật đuổi về tiểu viện rách nát trong thành Khương Dương chính nhoáng lên một cái bọn họ đã ở trong thành nhao nhao nhìn quanh bốn phía đây là đâu tổng tố đáp chúng ta ở trong thành khương dương tiểu viện này do ta tìm đến tạm làm trốn an thân là đạo trưởng là bạch nham đưa chúng ta đến đây minh tịnh đi đến bên cạnh tổng tố đánh giá hắn một lượt hỏi nhìn bộ dáng tiểu sư phụ hẳn là người xuất gia tại sao lại đi theo tên đạo sĩ giả và huyền điều kia à tiểu tăng tên tổng tố là tăng nhân vân du. Lúc ta đi qua đan thành nhận thấy có yêu khí vì thế vào thành tìm hiểu, khi đó đã gặp gỡ trưởng Quỳ Ly và Bạch Nam. Sau đó vì đại chiến cùng nữ bạt mà kiệt sức ngất đi, sau khi tỉnh lại mới biết bọn họ đã giết nữ bạt rồi. Tổng tố nói qua loa một lần chuyện đã xảy ra ở đan thành, sau đó ta theo manh mối đến đất thục, những chuyện ta chứng kiến, nghe thấy, trải qua đều là những việc ta chưa bao giờ nghĩ tới. Trong lúc nguy hiểm có trưởng Quỳ Ly và Bạch Nam ra tay cứu giúp, nay mới có thể bình yên vô sự tổng tố nhớ lại vẫn có chút kinh hãi nếu không có trưởng quầy ly và bạch nham ra tay chỉ bằng hắn sợ cũng không lấp đầy bụng cho con dối binh đúng rồi vị đạo trưởng này bần đạo minh tịnh minh tịnh hai tay tạo thành chữ thập vái chào tổng tố à đạo trưởng minh tịnh tổng tố vội vàng đáp lễ hỏi đạo trưởng nói trưởng quầy ly là huyền điều xin thứ cho tiểu tăng kiến thức nông cạn xin đạo trưởng chỉ giáo sau lưng trường quầy ly sinh có bốn cánh màu vàng cho nên nàng ta chắc chắn là huyền điều. Huyền điều chính là thần điều, tính tình thô bạo, ở trên núi Bình đỉnh rất ít khi giao thiệp với thế gian, mấy trăm qua gần như không có gì truyền thuyết nào về huyền điều. Nói đến huyền điều, không thể không nhắc đến vị thần đạo giáo ta cung phụng là huyền nữ nương nương, nguyên hình của ngài là huyền điều, thế nên người tu đạo như ta cũng có chút hiểu biết về huyền điều. Trưởng quầy ly từng nói nàng và Bạch Nham không phải người phàm, trường quầy ly là huyền điều, vậy bạch nham là cái gì? Cái này, lão đạo không nhìn thấu. Sau một lát im lặng, đường phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, minh tịnh sư thúc, chàng trai áo trắng vừa rồi rốt cuộc là ai? Vì sao người nọ vừa ra tay là có thể thu phong cơ vào trong tay áo? Hơn nữa dường như còn không sợ tam muội chân hỏa. Minh tĩnh lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng xem tình hình vừa rồi, chàng trai kia pháp lực hơn xa phong cơ, thậm chí là cả trường quỷ ly và bạch nham. Ta nghĩ hắn cũng không phải đối thủ dễ ứng phó, chỉ sợ hắn có ý đồ không tốt. Đường Phong hỏi tiếp, trong ma giới còn có kẻ nào có thể mạnh hơn yêu ma phong cơ ngàn năm đạo hạnh này? Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, trong tam giới ít nhất còn có hai ma đầu pháp lực sâu không lường được, khiến cả ma giới khiếp sợ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân ngoài trời có trời, ngoài người có người, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn đạo trưởng muốn nói đến thiên khê sao tổng tố đoán thiên khê bần đạo không biết thiên khê tiểu sư phụ theo nói là ai bần đạo chỉ là hai ma vương huyền kỳ đế quân và sô ảm đế quân thiên khê có phải tên thật của một trong hai người đó hay không thì cũng chưa biết được tổng tố cảm thấy bất an nói chúng ta có nên quay về giúp đỡ không minh trí lắc đầu nói lần này chúng ta tám người cùng đi nay đã có ba vị đệ tử vệ đạo mà chết Sư huynh Minh Dục cũng đã đắc đạo phi thăng, chỉ dựa vào sáu người chúng ta không chỉ không thể lại bầy thất tinh trận mà còn không đủ sức đối phó với người đàn ông áo trắng kia. Ta nghĩ Bạch Nham đưa chúng ta đi là vì bảo vệ chúng ta, quay lại chính là uổng phí tâm ý của bọn họ thôi. Đường Phong bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay sang hỏi Tòng Tố, "Tiểu sư phụ, lúc trước đã đắc tội mong tiểu sư phụ lượng thứ." Vừa rồi nếu không phải tiểu sư phụ kịp thời thế vào chỗ trống của sư đệ trong thất tinh trận, mấy người chúng ta đã sớm chết ở trong trận đạo trưởng không cần phải cảm ơn đây lờ không phải công lao của tiểu tăng từng câu khẩu quyết thất tinh trận đều là trường quầy ly truyền thụ nếu muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn trường quầy ly dù trong lòng tòng tố cực kỳ bất an bọn họ cứ bỏ trường quầy ly và bạch nham lại như vậy bọn họ sống chết chưa thật sự khiến hắn không nữa đường phong hỏi đúng rồi vị cô nương và báo tuyết đi cùng tiểu sư phụ hôm trước đâu Còng tố lắc đầu, đáp ta cũng không biết. Tối hôm qua ta đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về đã không thấy Thanh Vũ và Bạch Bạch đâu cả, trường quầy ly còn bị thương. Ta vốn định hỏi, còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng sấm ù ù ở ngoài thành, vì thế lập tức cùng trường quầy ly, Bạch Nham ra khỏi thành. Đường phong trầm tư một lúc, quay về hỏi Minh Tịnh, Minh Chí, Sư Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Minh Trí vuốt tròm dâu dài trầm giọng nói, lần này đến phong đô vốn vì hai chuyện, thứ nhất là vì sư huynh con tề đồng, thứ hai là vì thần dụ đại nạn. chúng ta vừa đến phong đô đã gặp phong đô mở cửa thành, còn dối binh xuất thế, tiện đà không thể không ra tay. nay chúng ta chưa làm được chuyện gì đã tổn binh hao tướng, thiên kiếp của sư huynh lại tới đột ngột như vậy, thế cho nên ngay cả lời dặn cuối cùng cũng không để lại. trước mắt chuyện quan trọng nhất là tìm được sư huynh con, nếu không bằng sức của mấy người chúng ta không thể nào ngăn được cơn sóng dữ. Tổng tố không hiểu lời minh trí, liền hỏi, xin hỏi đạo trưởng, vị đạo trưởng tề đồng kia là người rất quan trọng sao? Muốn đi đâu tìm? Minh tịnh và minh trí liếc nhau một cái, rất ăn ý, chỉ đáp trước kia sư huynh minh dục bấm đốt ngón tay đoán rằng chúng ta đến phong đô sẽ tìm được tề đồng. Sư huynh minh dục đã triệu tập tất cả đệ tử phân tán khắp nơi, mà chúng ta cũng rời núi Vân Đài tới phong đô, không ngờ còn chưa tìm được tề đồng, đã rơi vào ác chiến đường phong nói chúng ta chưa từng đến phong đô chỉ biết bài ca giao đó thì làm cách nào mới tìm được cửa vào phong đô đây ta đã từng đến phong đô tòng tố nói mới mấy ngày trước thôi vậy thật tốt quá chúng ta mau đi thôi càng nhanh tìm được sư huynh tề đồng càng tốt đường phong nói tòng tố nhíu mày nói nhưng cửa vào phong đô chính là cây đại thụ kia cũng chính là nơi vừa rồi chúng ta cùng yêu ma đại chiến nói cách khác chính là cây cầu thụ vừa rồi chàng trai áo trắng kia đứng đó đường phong cùng minh tịnh minh trí nhìn nhau đều im lặng trước mắt bọn họ nên làm thế nào bây giờ đang lúc đám người tòng tố không biết làm thế nào một quả cầu ánh sáng màu trắng trói mắt từ trên trời giáng xuống trong viện đánh văng mọi người ra xa nửa trượng đường phong vừa rút kiếm ra ánh sáng đã nhạt đi người quả cầu mang đến đúng là bạch nham đạo trưởng Tòng Tố vẫn một miệng gọi đạo trưởng Bạch Nham, hắn vẫn chưa quen với cách xưng hô mới. Bạch Nham nhìn thoáng qua đám người xung quanh, không nói một lời nhìn phía trước, đưa tay ra sờ lại giống như đụng đến một bức tường không nhìn thấy được, đầy đầy cũng không thấy phản ứng gì. Làm sao vậy? Tòng Tố đi lên, định chạm vào Bạch Nham, lại như sờ thấy cái gì đó ngăn giữa hắn và Bạch Nham. Bạch Nham nói, mấy người đứng xa ra một chút, dứt lời khắp pháp quyết, bắn ra mấy thanh ảnh kiếm ánh sáng chói mắt. Đám người tòng tố nghe thấy vài tiếng bùm bùm nhỏ, nhìn ảnh kiếm bay ra lại đều giống như bị một bức tường chặn lại, không làm ai bị thương, sau nháy mắt đã biến mất. Không đợi đám người tòng tố mở miệng hỏi, Bạch Nham lại một lần nữa khắp pháp chú muốn phá vỡ kết giới của trường Quỷ Ly, thử vài lần vẫn là vô ích. đám chết, lại dùng khốn tiên cảnh khóa ta. Bạch Nham âm thầm mắng một câu bạch nham đi tới đi lui vài vòng đều ở trong một phạm vi cố định vừa rồi đám người tòng tố còn không biết đã xảy ra chuyện gì giờ phút này đã có thể đoán ra một ít minh tịnh hỏi vị công tử này là bị kết giới gì nhốt vậy bạch nham nhìn minh tịnh một cái trả lời gọi bạch nham là được rồi đây là khốn tiên cảnh các ngươi không giải được đâu minh trí kinh ngạc ta chỉ đọc được về khốn tiên cảnh trong sách cổ nhưng chưa bao giờ gặp ai sử dụng lại càng không biết cách phá giải, thật sự lực bất tòng tâm. Bạch Nham thở dài cũng không muốn rong dài với đám đạo sĩ kia. Giờ trong đầu hắn chỉ có trưởng quầy ly gặp viên hảo sẽ ra sao, sẽ nói cái gì, làm sao có tâm tư khách khí nói chuyện tào lao cùng đám đạo sĩ này. Tổng tố lần đầu nhìn thấy Bạch Nham bất an đi tới đi lui như vậy, dù là tối qua khi hắn về thấy vũng máu trên mặt đất, Bạch Nham cũng chỉ nhíu mày lẳng lặng ngồi mà thôi nhưng từ khi hắn về tiểu viện này đã bắt đầu đứng ngồi không yên, một khắc cũng không ngừng. Bạch Nham bị nhốt ở trong kết giới ném về, vậy trưởng quầy ly đâu? Không chỉ có tòng tố ngay cả đám đạo sĩ Đường Phong cũng muốn hỏi vấn đề này, nhưng Bạch Nham vẫn cố gắng phá vỡ kết giới, dường như rất là nóng vội, làm cho tòng tố có chuyện cũng không dám hỏi. Giờ phút này trong lòng Bạch Nham nóng như có lửa đốt, khiến hắn nóng lòng khó nhịn, bối rối hoảng loạn, hoàn toàn không thể tự kiềm chế đối mặt với phong cơ cũng tốt, thiên khê cũng tốt, thậm chí ngọc đế cũng tốt, tệ nhất chẳng qua cũng là chết mà thôi. Hắn ngay cả cực hình thần diệt cũng từng chịu, thật sự là không có gì đáng sợ. Sống hay chết hắn không để ý, nhưng trường quầy ly thì không giống vậy. Mới ngắn ngủn vài canh giờ trước, bọn họ vừa mới tự cười bỏ khúc mắc mới chính thức thổ lộ, nhưng giờ nàng lại nhốt hắn trong kết giới ném về, nàng bảo hắn ở đây chờ, hắn sao có thể chờ được trong đầu hắn miên man suy nghĩ đủ loại phỏng đoán tám trăm năm trước trường quầy ly nhập ma tất cả đều là vì viên hảo hắn làm sao dám xem nhẹ lực ảnh hưởng của viên hảo đối với nàng trời mới biết bây giờ hắn vô cùng sợ hãi trường quầy ly đột nhiên trở về nói cho hắn rằng nàng vẫn đang yêu viên hảo mọi chuyện lúc trước chẳng qua là hiểu lầm mà thôi chỉ cần nghĩ đến đó bạch Nham gần như muốn hộp máu hắn sao có thể cứ ở đâu mà chờ được nhỡ đâu nhỡ đâu nàng không về nữa thì làm sao đây? Đáng chết đáng chết, hắn thật sự là đáng chết. Bạch Nham không khỏi đấm ngực dậm chân, đều là chính hắn đáng chết. Vì sao phải hiện ra nguyên hình đưa thiên binh thiên tướng tới? Đánh không lại thiên khê thì sao nào, cùng lắm thì cùng hắn đồng quy vô tận. Giờ thì hay rồi, không cứu được đỗ tuyền, ngay cả trường quầy ly cũng không biết đã theo viên hạo đi đâu. Hắn thật sự là không bằng chết quách đi cho rồi đồng quy vô tận, cùng đến chỗ chết. PS, biết là phải thông cảm cho anh già sợ vợ treo tường. Nhưng mà thực sự là buồn cười anh quá. Chương 52, ký ức sâu nhất. Mặt trời lặn mặt trời mọc, mãi mãi không thay đổi, cho dù một cuộc đại chiến vừa mới chấm dứt cũng thay đổi không được quy luật tự nhiên. Khi một ngày mới bắt đầu, ánh dạng đông đầu tiên chiếu xuống mặt đất, xua tan tia sáng cuối cùng của trang máu cùng với đám sương đỏ là lúc đám người tòng tố bất xác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đêm này cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ vẫn còn sống, giờ khắc này bọn họ đều cảm thấy hình như mình được sống lại một lần nữa, bùi ngùi vô hạn. Duy chỉ có bạch nham nhìn dáng màu phía đông đến xuất thần, du dao. Viên hạo niệm chú trừ tà trưởng quầy ly đau đầu như muốn nứt ra, trong đầu ong ong rung động, chuyện cũ không ngừng lặp đi lặp lại hiện lên càng khiến nàng khó chịu, những hình ảnh trong ký ức có chuyện rời rạc mơ hồ có chuyện lại rõ ràng đến mức làm người ta sợ hãi cảnh tượng sương mù trước mắt chậm rãi trở nên rõ ràng đầu trường quầy ly dường như cũng không đau nữa nàng lắc lắc đầu cố gắng nhìn rõ mọi chuyện trước mắt trên vách đá nham thạch màu hoa dâm khác rất nhiều cuộn tranh thượng cổ hơi rối mắt nàng đang ngồi trên một chiếc ghế đá rộng rãi giống như vừa mới tỉnh ngủ mọi chuyện trước mắt đều quá mức quen thuộc lại có một chút xa lạ đây là phủ huyền thanh núi trên bình đỉnh, nhà của nàng, nhưng không phải đã gần ngàn năm nàng chưa về sao. Trên bàn đặt đầy sách cổ cũng không nhiễm một hạt bụi, dường như nàng chưa bao giờ rời khỏi nơi này một khắc. Nàng đang nằm mơ, trưởng quầy ly không khỏi nâng tay nhìn bàn tay mình, tất cả đều vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật. Trưởng quầy ly đi vài vòng trong phòng mình, tuy trong lòng thấy kỳ lạ nhưng vẫn lại không khỏi hoài niệm nơi này. Nàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài, hoa cỏ trong viện ngàn năm vẫn thế, không hề thay đổi chút nào. Ai nha, cô cô, thời gian con ứng kiếp cũng sắp đến, sớm thả con xuống núi đi mà. Giây phút trưởng quầy ly nghe được giọng nói của chính mình, nàng cảm thấy chấn động như bị sét đánh, đây không phải cảnh trong mơ của nàng. Đây là thần thức của nàng, vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao nàng lại đi vào chính thần thức của mình, mà vì sao lại là đoạn ký ức này hai bóng người nhoáng lên một cái đi vào sân, trong đó một người chính là Trường Quỳ Ly, một thần nữ tay áo phiêu phiêu là cô cô của nàng cửu thiên huyền nữ. Cô cô, đồng ý nhé, cho con xuống núi được không? Cả ngày học thuộc Pháp quyết tu tập đạo Pháp, con sắp buồn chết mất, cho con xuống núi đi. Cửu thiên huyền nữ cao mày nhìn nàng, thở dài nói, con có biết lần này xuống núi con phải đi lịch kiếp, không phải đi chơi không? Con biết, Ly Du Giao, vừa chạy vừa nhảy nói, ba năm sau thiên kiếp của con sẽ giáng xuống, muốn vượt qua kiếp nạn này con cần xuống núi vào thế gian tìm được truyền thế của dược thánh chân quân, giúp hắn trở về thiên đình. Nói cách khác, thiên kiếp của con và hắn có liên quan, giúp hắn chẳng khác nào giúp chính con. Không sai, giúp hắn chẳng khác nào giúp chính con. Vậy sao cô cô còn không mau mau cho con xuống núi, con càng sớm tìm được dược thánh chân quân, càng sớm giúp hắn vượt qua thiên kiếp, con có thể về sớm. Ai? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chưa đến thời điểm ứng kiếp, cho dù con tìm được dược thánh chân quân con cũng không biết đâu. Con chính là ham chơi mà thôi, làm sao phải lấy cớ nhiều như vậy. A, à, cô cô, người biết con ham chơi thì đừng nhốt con ở trong nhà, được không? Cho con xuống núi được không? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Ly Du Dao một lúc, mới nhẹ nhàng nói, cho con xuống núi trước không phải không thể, nhưng con phải nhớ kỹ lời cô cô nói dù ham chơi như thế cũng không được phạm vào kỷ luật thiên quy. Biết à, còn có, trăm ngàn, trăm ngàn không thể động tình. Cửu thiên huyền nữ nhấn mạnh từng chữ từng chút nói. Mỗi một chữ vào trong tai trường quầy ly, trong lòng đều là một lần một lần đau. Sao lúc trước nàng lại không nghe câu quan trọng nhất của cô cô chứ? Cô cô, người có thể yên tâm, bộ tộc huyền điều chúng ta trời sinh vô tình vô ái, gần với thiên đạo nhất. Không phải, bản lai vô nhất vật hà xứ nhạ trần ai một sao ly du giao vui vẻ sôi nổi cười to nói oa. rốt cục có thể xuống núi rồi cảm ơn cô cô ba năm mà thôi cô cô người uống chén trà là con đã về rồi nhà đầu nhớ kỹ lời cô cô nói vâng vâng nhớ kỹ nhớ kỹ cô cô con đi nhé ly du giao cứ như vậy lóe lên một cái đã hóa thành một làn sương rồi khỏi núi bình đỉnh chỉ để lại cửu thiên huyền nữ bất đắc dĩ thở dài. Một giọt nước mắt chảy xuống, là hối hận, tự trưởng quầy ly cũng không biết phần hối hận này sâu đậm nặng nề đến mức nào, lúc trước có phải cô cô cũng sớm biết nàng sẽ biến thành như bây giờ. Bạch Nham luôn nói đến thiên mệnh, nàng luôn coi thường nhưng không phải do nàng không tin. Khi mới đến Trần Gian Ly du sao gặp cái gì cũng thấy mới mẻ, nhưng mới mẻ thì cũng chỉ mấy ngày sẽ trở nên nhàm chán, thậm chí còn nhàm chán hơn nàng ở trong phủ tu luyện pháp thuật sinh mệnh con người cực kỳ yếu ớt ngày ngày lại vì cuộc sống mà bận rộn không ngừng cái gì cũng cần tiền bạc nàng vốn đầy hương phấn đi vào nhân gian muốn thử xem cuộc sống của người bình thường muốn thử xem cái gọi là yêu hận tình thú nhưng nhân gian càng lâu thì nàng lại càng nhàm chán người đầy đường chẳng khác gì nhau ngay cả liếc nhìn một cái nàng cũng lười chứ đừng nói là cảm giác yêu hận hơn nữa pháp lực của nàng đã bị hạn chế lại có các loại giới luật vướng tay chơi cũng không được chơi đã hơn một tháng, rốt cục nàng cũng tìm một chuyện thú vị nhân gian đánh giặc. Trong quanh có người chạy nạn, ăn cướp, cướp đoạt lương thực, lộn xộn một đám. Lý Du Giao chưa bao giờ thấy con người đánh giặc đương nhiên tò mò, sống hay chết đều là chuyện lớn nhất trong đời người phàm, nàng không thể tự mình trải nhưng muốn xem cho biết một lần. Vì thế nàng đi ngược dòng người về hướng biên quan, mấy vạn người phàm ở trên chiến trường chém giết đối phương, trường hợp như vậy Lý Du Giao thấy cũng không lớn lắm, nhưng mùi máu tươi làm cho nàng thực hưng phấn. Lì Du Giao không cảm thấy chiến tranh thú vị, cũng không cảm thấy tàn nhẫn, nàng không có cảm giác gì hết, nhưng con người hành quân bày trận có chút tương tự với trận pháp tiên thuật, nàng ngồi trên vách nhìn mấy ngày liền. Dù Giao nhìn những người đó quá to chém giết liên tục mấy ngày, nhìn bọn họ khi thì dũng cảm ca hát ban đêm lại thấp giọng nức nở, nàng vô cùng khó hiểu vì sao bọn họ muốn đánh trận. Vì sao liều mạng cũng không lùi một bước. Khi trận chiến đánh được hơn 10 ngày, nhân mã hai bên đều chết quá nửa, mùi máu tươi trên sa trường đã bắt đầu có thối nát mùi, dù sao thấy rất nhiều vong hồn mãi mà không muốn rời đi, khiến đám quỷ sai vội đến mức choáng váng đầu óc. Hôm nay lại là một cuộc đại chiến vô số chết, dù sao vốn định xem xong rồi rời đi ngay, nàng đã ở biên quan lâu rồi cũng chẳng có gì hay mà chơi. Khi định đi lại phát hiện đám quỷ sai đều vây quanh ở một chỗ không biết đang làm gì, nàng tò mò liền đi qua xem thì ra là một tên nửa chết nửa sống chỉ còn một hơi cuối cùng, quỷ sai đang do dự có mang hắn đi hay không. Chiến tranh một khi phát sinh, số người chết vô cùng khổng lồ, cũng là lúc đám quỷ sai dễ dàng bị nhầm nhất, nếu mang nhầm người quỷ sai cũng sẽ bị phạt. Dù giao tuy rằng thấy được quỷ sai nhưng không thể với nói chuyện bọn họ, càng không thể gây trở ngại bọn họ đưa người đi, nhưng đi xem cũng sẽ không tính là phạm vào thiên luật. Cái tên sắp chết còn chưa chết kia dù giao thấy rất quen, có lẽ là tướng quân lãnh binh đánh giặc. Áo giáp màu đen tuy rằng dính không ít bụi đất nhưng vẫn còn nhìn ra hình dạng. Nàng dò xét hơi thờ người nọ, bấm tay tính toán người này còn có ba năm dương thọ. Nàng đã thấy người này mang binh đánh mấy trận, hành quân bầy trận hắn đều rất thành thảo, có dũng có mưu, nếu hắn dương thọ chưa hết không bằng nàng làm làm việc thiện cứu hắn, cũng đỡ cho đám quỷ sai lúng túng. Huống hồ nàng còn có hai ba năm nhàn rỗi không có việc gì, cứu hắn nghiên cứu trận pháp cũng coi như tìm được chuyện để làm. Hoặc là số trời đã định, nàng nhất định sẽ cứu hắn. Sau khi Ly Du giao cứu viên hạo mới phát hiện cái tên phơi nắng như than dâu ơ xồm xoàm này thật ra mới 26 tuổi. Rửa mặt, cạo dâu sạch sẽ, đổi quần áo thì cũng là một vị công tử anh Tuấn tiêu sái tao nhã. Làm ân nhân cứu mạng của viên hảo, Ly Du Giao nhận được rất nhiều ưu đãi. Từ sau khi nhập thế lần đầu tiên nàng có người hầu hạ, có chỗ ở, có người chiếu cố một ngày ba bữa, cuộc sống của nàng bỗng nhiên trở nên càng nhàn nhã vui vẻ hơn ở phủ huyền thanh. Thiên kiếp ba năm sau mới xảy ra, vì thế nàng có ba năm sống khoái hoạt muốn làm gì thì làm. Có viên hạo coi nàng như bồ tát mà thờ phụng, nàng đương nhiên vui vẻ, dạo chơi nhân gian. Sau khi chiến tranh kết thúc, nàng nhận lời mời của viên hạo cùng hắn trở về kinh thành, dù sao nàng không có chỗ nào để đi, không có việc gì thì làm mà viên hạo chỉ biết nàng tên ly du sao mà thôi. chuyện khác dù hắn hỏi nàng cũng không trả lời. dần dần giữa hai người này sinh ra một loại ăn ý. chuyện nàng không nói hắn tuyệt đối không hỏi. ba năm qua rất nhanh, cuộc sống của nàng vô cùng thoải mái. lúc nhàn chán có thể tìm viên hạo chơi cùng, chơi cờ, uống trà, nghiên cứu bầy trận, nàng đều rất thích. nếu nói ba năm qua có chuyện gì làm cho nàng phiền não, thì chỉ có một chuyện. sau khi chiến tranh bình ổn một năm viên hạo nhờ lập được chiến công mà được hoàng đế coi trọng thăng hai cấp. Hoàng đế thậm chí cố ý chiêu viên hạo làm con rể. Việc này vốn chẳng liên quan đến ly du giao, nhưng nàng lại chính là cô gái lai lịch không rõ ở trong phủ tướng quân, trong chiều có lời đồn đãi nhảm nhí, nhưng nàng lại không thèm quan tâm cũng chẳng để ý. Có một ngày, viên hạo hẹn ly du giao cùng đi cưỡi ngựa, vốn là một ngày nắng bình thường. Lại vì một câu của viên hạo mà khiến du Giao vĩnh viễn không thể nào quên ngày hôm đó, biến thành một cái gai sinh trưởng ở trong lòng nàng. Du Dao, hử? Nàng, ta muốn Viên Hạo rốt cuộc huynh muốn nói cái gì? Cắn phải đầu lưỡi à? Sao lại lắp bắp như vậy? Ta muốn lấy nàng làm vợ. Hả? Một khắc đó Ly Du Dao cười ha hả, cười đến không tim không phổi điên điên khùng khùng suýt chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống, cười đến Viên Hạo không biết làm sao. Du Dao Nàng đồng ý gả cho ta sao?" Viên Hạo nhìn cách Du Dao cười đến ngã trước ngựa sau, thử hỏi. Lý Du Dao khoát tay nhịn một lúc mới ngừng cười, hỏi, "Vì sao đột nhiên muốn lấy ta?" "Bởi vì, bởi vì ta yêu nàng, muốn nàng làm thê tử của ta." Viên Hạo nói được vô cùng nghiêm túc, hắn vốn là người làm chuyện gì cũng nghiêm túc. Lý Du Dao biết hắn không phải đang nói đùa, nhưng nàng vẫn cười đến dựa vào trên lưng ngựa, mất một lúc mới bình tĩnh được. Viên hảo, ta không hiểu cái gì là yêu, ta sẽ không yêu huynh. Nàng nói chắc nịch như thế, làm cho sắc mặt viên Hạo nháy mắt trắng xanh, còn kinh khủng hơn sắc mặt người chết. Nàng không khỏi nhớ tới lúc cứu viên hạo nàng đã biết người này chỉ có ba năm dương thọ mà thôi, nể tình hắn chăm sóc mình như vậy cũng không nhất định phải khiến hắn khó xử. Này, viên hạo huynh thật sự yêu ta à? Viên hạo vốn tưởng rằng mình đến cả cơ hội cũng không có, bỗng nhiên nghe nàng hỏi như vậy, lập tức đáp thật. Thật, viên hạo ta thề với trời. Được rồi, được rồi, dù sao cười hỏi hắn, vậy huynh có thể dạy ta cái gì là yêu? Yêu như thế nào không? Hả, viên hạo lúc đầu cũng không hiểu được lời này của ly du dao là có ý gì, nghĩ lại hắn liền cho rằng du dao cho hắn một cơ hội, vì thế hưng phấn đáp, được. Ta đồng ý, chúng ta đính hôn ước trước, đợi đến ngày nàng yêu ta, chúng ta sẽ thành thân. Viên hảo sau này nói cho Du Giao, ngày đó là ngày hắn vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, thỏa mãn nhất trong đời. Nhưng hắn lại không biết, đối với nàng lúc ấy mà nói, nàng chẳng qua là ham chơi thôi, chẳng qua là muốn làm một cô gái người phàm thôi, chẳng qua là muốn tiếp tục tiêu giao sống thôi, làm sao sẽ biết nàng vì ngày đó mà hối hận mấy trăm năm, đau khổ mấy trăm năm. Một hai câu cuối trong bài kệ của lục tổ huệ năng trình cho ngũ tổ hoàng nhẫn. Bồ đề bồn vô thủ Minh kính diệp phi đài. Bản lai vô nhất Phật. Hà xứ nhạ trần ai. Dịch. Bồ đề vốn không cây. Gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật. Chỗ nào dính bụi nhơ. chương 53, ứng kiếp thiên mệnh. Nhân gian ba năm chẳng qua là dây lát mà thôi. Những ngày vui vẻ của Ly Du sao thoát cái đã trôi qua. Nàng bắt đầu tính thiên kiếp của mình. Nhưng không biết là khi nào chỗ nào lại càng không biết dược thánh chân quân rốt cuộc đang ở đâu. Nàng chỉ đang tiêu phí thời gian trong lúc chờ, mà viên hạo hoàn toàn không biết. Lúc ấy tộc di tiêu phí 3 năm chỉnh đốn sĩ khí chuẩn bị ngóc đầu trở lại, viên hạo lĩnh hoàng mệnh mang 10 vạn binh sĩ đến biên cương đón đầu địch, lúc này du giao biết ngày chết của hắn đã đến, lần này chắc chắn một đi không trở về. Có một khắc, nàng cảm thấy viên hạo là một người phàm thực ngu xuẩn, không chỉ có không thể biết thiên mệnh càng không có khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Có một khắc, nàng cảm thấy rất phiền muộn bất đắc dĩ, cho dù nàng sáng sớm biết kết cục của viên hạo lại không được nói, không được làm bất cứ điều gì. Nếu nàng sửa đổi số mạng của con người đó là vi phạm thiên luật, không chỉ không thể thuận lợi độ kiếp mà còn bị trách phạt. Viên hạo lĩnh mệnh mang binh chinh chiến chỉ có hai ngày để chuẩn bị hành lý và dặn dò xử lý mọi chuyện trong phủ tướng quân. Trước khi đi viên hạo cố ý chào từ biệt Du Giao, lại nhìn thấy nàng ngồi ngẩn người trong đình viện. Du dao làm sao vậy? Dù Giao dương mắt nhìn viên hạo mặc áo giáp màu đen thì sừng sốt nửa khắc. Lúc trước, khi cứu hắn hắn cũng mặc giống như vậy, nhưng lúc này đây nàng không thể cứu hắn, trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo như băng, nặng nề dầu dĩ, không biết là cảm giác gì. Làm sao vậy? Viên hạo ngồi bên cạnh nàng hỏi. Áo giáp đen ma sát phát ra tiếng bong bong bay vào trong tay du dao làm cho tim nàng đột nhiên nhảy loạn vài cái, càng thêm kinh hãi huynh nhất định phải đi sao? Vì sao nhất định phải đánh giặc? Viên hạo nhìn nàng nhíu mày, vẻ mặt ảm đạm, trong lòng cũng vui mừng, nàng quyến luyến như vậy có phải bởi vì nàng đã bắt đầu thích hắn hay không? Ta là quân nhân, từ năm 16 tuổi mặc bộ giáp này, ta vì chiến mà sống, bảo vệ quốc thổ gia viên là sứ mệnh của mỗi một quân nhân, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh quang, không ai sẽ lùi bước trốn tránh. Ta là thống soái 10 vạn hùng binh lại càng không thể rũ bỏ trách nhiệm. Yên tâm đi, nhiều nhất nửa năm, ta nhất định khải hoàn trở về, khi ta trở về, chúng ta thành thân được không? Thành thân? Hắn còn không về được, sao có thể thành thân cùng nàng? Dù sao muốn nói, muốn giữ hắn lại, muốn ôm hắn, nhưng khi ấy nàng chỉ ngây ngốc sướng sờ. Khi Viên Hạo nhảy lên lưng ngựa chuẩn bị rời đi, dù sao đưa hắn một đoạn đường cuối cùng, trong lòng giống như bị nghẹn khiến nàng một ngạt muốn chết đau đớn ê ẩm chưa từng có làm cho nàng không khống chế được sông lên kéo cương ngựa viên hạo lại. Đừng đi, huynh sẽ chết đấy. Viên hạo mỉm cười, cho rằng nàng là sầu lo quá mức, Trấn An nói, dù sao đừng lo lắng, ta không sao đâu, con người cuối cùng rồi cũng phải chết, tin tưởng ta, nếu thật sự đến ngày đó ta nhất định phải chết ở bên cạnh nàng. Trưởng quầy ly đứng ở góc đường nhìn viên hạo dục ngựa mà đi, nhìn mình lúc ấy buồn bã, nước mắt cũng không chảy ra nổi nàng sai lầm quá nhiều không thể cứu vẫn không thể thay đổi được gì dù có nhìn đoạn trí nhớ này một vạn lần nàng ngoại trừ đau khổ còn có thể làm được gì vì sao bạch nham có thể nói hết những chuyện trước kia cho nàng vì sao có thể thản nhiên mà đối diện với tình yêu đã từng khắc cốt ghi tâm hắn còn hối hận sao hắn còn hận sao hắn còn oán sao có lẽ viên hạo chỉ là một người phàm không biết gì không thể nhìn thấy thiên cơ không thể thay đổi mệnh số, nhưng hắn lại nói đúng một chuyện. Nếu hắn phải chết cũng sẽ chết ở bên cạnh Du Giao, đây là trừng phạt lớn nhất nặng nhất sâu nhất dành cho nàng. Du Giao cuối cùng vẫn không bỏ được viên hảo, ngày thứ ba sau khi hắn đi, nàng đã ngồi không yên, khắp quyết lặng lẽ đổi theo đại quân của viên hảo, theo hắn đến biên quan. Mới ngắn ngủn ba năm, nàng lần thứ hai bước trên đất vàng tường cao, nhưng đã không còn cảm giác bất cần nhẹ nhàng như trước lúc này đây nàng bỗng nhiên sợ hãi chiến tranh, bỗng nhiên sợ hãi máu tanh cùng giết chóc, bỗng nhiên có thể cảm giác được máu, nước mắt và tình cảm chảy dưới đất cát, bỗng nhiên có thể hiểu được những linh hồn rất lâu mà không chịu rời đi, bọn họ không muốn xa rời, không thể buông thù hận chấp niệm của bọn họ. Mười vạn hùng binh của viên hạo đối mặt với quân địch chỉ có 300, nhưng dù tranh lệch lớn như vậy bọn họ vẫn không trở về được. Chính 300 người này đã làm cho Du sao tận mắt thấy cái gì gọi là luyện ngục nhân gian. Tộc gì phải tới không phải 300 người, mà là 300 con rối binh, 300 con rối binh được một vô sư điều khiển. Dù sao không biết vô sư này đã có giao dịch gì với quỷ mẫu hỏa linh mà quỷ mẫu lại cho hắn mượn 300 con rối binh. Khi ấy nàng không có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, khi ấy nàng chỉ biết là thiên kiếp của nàng đã đến, nàng mới giật mình hiểu ra viên hạo chính là người nàng muốn tìm dược thánh chân quân chuyển thế. Vì thế nàng hiện thân trong quân chướng của viên hạo, cho viên hạo một niềm vui bất ngờ. Viên hạo nghẹn họng nhìn chân chối ly du dao đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đã quên hỏi sao lại thế này, đã quên hỏi nàng đến bằng cách nào, thậm chí đã quên hỏi thân phận của nàng, chỉ nghe nàng gọi hắn là Dược Thánh Chân Quân. Cái gì? Huynh có biết mình phải đối mặt với kẻ địch thế nào không? Du dao, ta nói rồi Huynh sẽ chết, nhưng không ngờ số mệnh của ta và Huynh lại liên quan đến nhau. Du dao tự nói chuyện, mỗi một câu đều như tự đâm vào tim mình một dao mỗi một câu đều khiến máu chảy đầm đìa, muốn giết chết con rối binh trong trời đất chỉ có hai cách. Thứ nhất là Chu Tiên Trận, đáng tiếc bốn thanh cổ kiếm để bày Chu Tiên Trận chỉ còn hai thanh, Chu Tiên Trận đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian thứ hai là huyết trận. Trận này, lấy máu của số người nhiều hơn số con rối 100 lần để tế. Người bày trận chắc chắn phải chết. Dù sao, nàng đang nói cái gì vậy? Ly dù sao tránh ánh mắt của hắn không dám ngẩng đầu nhìn hắn nàng không biết làm sao mình có thể nói ra được những lời này nàng không muốn cho hắn biết chút nào lại càng không muốn cho hắn đi chịu chết huynh không tin ta ý của nàng là muốn thắng trận này ta sẽ hy sinh ba vạn binh sĩ viên hảo bình tĩnh ngoài ý muốn làm cho dô dao không khỏi khiếp sợ viên hảo vừa rồi không phải nàng bảo ta là dược thánh chân quân sao tên đó nghĩa là gì không biết vì sao viên hảo lại cười hỏi nàng Đêm hôm đó, dù giao nói cả một đêm, không có một câu nói dối, không có một câu giấu giếm, mỗi một câu một chữ đều giống như bị lóc thịt đau lòng khó nhịn. Nàng không biết vì sao viên hạo có thể bình tĩnh nghe nàng nói hết như vậy, vì sao có thể bình tĩnh chấp nhận tất cả như vậy. Cái gì gọi là số mệnh, cái gì gọi là thiên ý, cái gì gọi là nhất định, ngày đó viên hạo so với nàng lại hiểu rõ hơn hẳn. Dù sao, đây là thiên kiếp trong số mệnh của ta đúng không? nàng sẽ cùng ta ứng kiếp có phải không? Ly Du Giao gật đầu như con dối. Viên hạo lại cười nói, cảm ơn, chỉ cần có nàng ở bên, chết có gì đáng sợ. Du Giao lần đầu tiên không tìm lòng được ôm lấy viên hạo, áp vào áo giáp lạnh như băng của hắn nghe tiếng tim hắn đập, ta không muốn huynh chết. Thân là thống soái tam quân, nếu ta không làm gương cho binh sĩ sao có thể khiến tướng sĩ cam tâm tình nguyện hy sinh. Viên hảo ôm du dao im lặng hồi lâu, hỏi, Du Giao, nàng đã từng yêu ta chưa? Có thể yêu ta hay không? Chuyện này đối với Ly Dô Giao mà nói là một câu hỏi khó, nàng không hiểu tình yêu, không biết không nỡ và đau lòng của nàng bây giờ đối với viên hạo có phải vì yêu hắn hay không? Nàng không dám trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào, nàng không muốn lừa hắn. Ba vạn người dựa theo trận pháp Ly Dô Giao vẽ, bày ra huyết trận tuyệt sát. Cát vàng cuồn cuộn, trong đám người có một chấm màu đen, đó là viên hạ. Từ giữa không trung nhìn xuống hắn vẫn chỉ là con người nhỏ bé mà yếu ớt. Viên hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ly du dao, lưu cho nàng nụ cười dịu dàng vô hạn cuối cùng, cho dù không có đáp án của nàng, hắn vẫn tin nàng yêu hắn, như vậy hắn đã thỏa mãn rồi, chết cũng không hối tiếc. Khi ba vạn người như che già mang mọc sung phong liều chết ra trận đều bị con rối binh giết chết, tiếng hò hét tiếng thét tiếng nước mắt. Đợi một người cuối cùng ngã vào trong vũng máu, Ly Du Dao mở ra bốn cánh chậm rãi niệm chú văn mở huyết trận, máu của ba vạn người bắt đầu hòa vào nhau tạo thành một biển máu vây quanh con rối binh, cắn nuốt, chôn vùi. Biển máu ngưng tụ ba vạn hung linh ánh đỏ chiếu lên tận trời, mây đen che mặt trời, cát đất ngưng kết, trong trời đất lặng yên giống như không còn bất cứ thứ gì còn sống. Vô sư kia lần đầu tiên nhìn thấy sát trận mạnh mẽ như huyết trận, hoàn toàn không biết làm sao. Con rối binh hắn có thể sử dụng đã bị huyết trận hoàn toàn hủy diệt, chính hắn không chống đỡ được bị pháp thuật phản phệ hồn bay phách tán. Trời đất yên tĩnh, Ly Du Giao nhìn biển máu dưới chân chỉ cảm thấy máu của mình cũng đã chảy sạch, trong thân thể trống trơn, hai bàn tay trắng, vô lực đến vậy. Huyết trận chính là sát trận mạnh nhất chỉ sau Chu Tiên trận, không chỉ có uy lực vô cùng mạnh mà sử dụng trận này cũng chính là một loại tội nghiệt. Ly Du Giao bày ra trận này mặc dù giải cứu bách tính thiên hạ, đồng thời cũng tạo thành sát nghiệt, đó là thiên kiếp của nàng. Cửu trọng vân nặng nề đè xuống, 9981 đạo thiên lôi đánh xuống người nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy đau, nỗi đau da thịt không thể sánh bằng trống rỗng trong lòng nàng. Trên đầu là lôi hỏa, biển máu dưới chân thấm vào đất, cơ thể ba vạn tướng sĩ hao hết tất cả tinh hồn trở nên khô kiệt, tan thành phấn, hóa thành bụi, quyện vào đất. Trong biển máu có một ánh hoàng kim chậm rãi tụ lại, nàng biết đó là nguyên thần của viên hào. Ánh sáng trói mắt nở rộ trên mảnh đất nhuộm đỏ máu tanh, một bóng người mờ ảo hiện ra giống như người nào lặng lặng đứng đó nhìn du dao trải qua thiên kiếp, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, không hề dịu dàng, không hề nóng rực, không hề có nửa phần yêu say đắm. Ánh lửa màu vàng bay lên cao chìm vào cửu trọng vân chật lóe lên một dải màu kỳ lạ rồi biến mất. Viên hảo của nàng từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Ly Du Giao không để ý đến lôi hỏa thiên kiếp đã làm nàng trọng thương, vô cùng gian nan tìm kiếm bộ áo giáp đen kia. Một đạo một đạo thiên lôi hạ xuống, nàng xòe cánh ra hứng chịu, gần như là bò để đi tìm bộ áo giáp kia, một bộ áo giáp trống rỗng. Lôi hỏa thiên kiếp có thể hủy diệt tất cả, nàng ôm áo giáp vào trong lòng dùng cánh của mình để che chở. Ly Du giao lần đầu tiên rơi lệ, lần đầu tiên lên tiếng khóc, lần đầu tiên lĩnh hội bốn chữ sống không thể quên này. Thiên kiếp sứ mệnh có là gì? Thiên quy giới luật có là gì? Nàng chỉ cần ôm chặt lấy hắn chỉ cần dùng một chút pháp thuật nho nhỏ là nàng có thể giữ hắn lại vì sao lại để hắn chịu chết vì sao lại để cho hắn ứng kiếp vì sao lại yêu hắn hắn có thể vì trách nhiệm vì vinh quang vì muôn dân chăm họ mà chết vậy nếu nàng nói cho hắn rằng nàng yêu hắn hắn có thể vì nàng mà sống hay không trưởng quầy ly nhìn chính mình năm đó ứng kiếp nhìn chính mình năm đó khóc kêu không hiểu sao lại rơi xuống một giọt nước mắt lúc này đây nàng vì sao mà khóc vì viên hảo, vì chính nàng, hay là vì ba năm ngắn ngủi của bọn họ. chương 54, yêu đã thành chuyện cũ. Là khắc cốt ghi tâm trong sinh mệnh người khác nhưng chỉ là một giấc mộng ảo cảnh trong mấy ngàn năm trí nhớ của hắn. Huyết trận dùng máu của ba vạn người, 81 đạo lôi hỏa giáng thế, một trận chiến nơi biên quan chẳng qua ngắn ngủi trong một ngày. Tương sĩ được viên hạo lưu lại thủ thành không ít người đứng ở trên tường thành nhìn cuộc chiến long trời lở đất, bọn họ sở dĩ còn sống là vì có ba vạn đồng bào chịu chết. Lý Du Giao lại một lần nữa nghe được hành khúc hào hùng bi tráng vang lên, ngay cả sức để khóc cùng không còn. Nàng nằm lên đất cát vàng, ôm áo giáp của viên hảo. Nàng và viên hảo đều thuận lợi vượt qua thiên kiếp, giống như chính nàng nói, giúp dực thánh chân quân chẳng khác nào giúp chính mình. Viên hảo dĩ nhiên về thiên đình tiếp tục làm dược thánh chân quân của hắn, mà nàng cũng có thể bước trên mây mà lên nhận ngọc đế phong thường chính thức nhập thần tịch. Nếu là ba năm trước đây, nàng chắc chắn sẽ hoan hô nhảy nhót lập tức về núi Bình Đình gặp cô cô, sau đó lên thiên đình. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình giống như một linh hồn không có sinh mệnh, không cảm giác, phiêu đáng, không biết làm sao, hư không tịch mịch. Đã không còn viên hảo, đã không còn những ngày vui vẻ được hắn che chở, nàng bỗng nhiên phát hiện mình giống như bị cả bộ thế giới vứt bỏ, chẳng còn gì cả, hạnh phúc nàng nghĩ là chuyện đương nhiên trong nháy mắt đã tan biến. Ngày ấy, trận chiến đoạt đi mạng sống của ba vạn người, thậm chí là cả thân thể máu thịt của bọn họ. Trên bãi đất vàng chỉ để lại vết máu loang lổ đỏ sẫm, không có di thể, không có hài cốt, ba vạn tướng sĩ cứ như vậy biến mất trong cát vàng bụi đất. Sống hay chết hai chuyện lớn nhất trong đời người phàm, mà đối với ba vạn người này mà nói, bọn họ chết lừng lẫy mà cũng bi thương, người nhà bằng hữu của bọn họ không thể tìm xác bọn họ về, bọn họ không có lễ tang không có mộ chỉ có một tấm bia đá ở biên quan ghi lại tên của ba vạn người. Dù sao thu hồi bộ áo giáp đen, trở về thiên đình đi tìm viên hảo. Trong lòng nàng có một tia hy vọng xa vời hắn vẫn là viên hảo, hắn vẫn là người đàn ông yêu nàng, hy vọng xa vời khi hắn nhìn thấy nàng, nghe được nàng nói yêu hắn sẽ hưng phấn mà ôm nàng, sau đó nói cho nàng hắn muốn lấy nàng. Một phần hy vọng xa vời yếu ớt như hoa trong gương trăng trong nước, giây phút nhìn thấy rực thánh chân quân lòng nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Phiên hồng nguyên quân, ta cung kính bồi tiếp đã lâu. Dực thánh chân quân ở Nam Thiên môn chờ du giao, vừa thấy đến nàng liền gọi nàng phiên hồng nguyên quân, một cái danh hiệu chúc chắc mà xa lạ. Ly du giao sướng sờ nhìn hắn, rõ ràng là cùng một người, nhưng trên người hắn và viên hạo lại là hai cảm giác hoàn hoàn bất đồng trên người viên hạo không có một tầng sáng màu vàng cũng đã làm cho nàng cảm thấy bình yên dịu dàng viên hạo không có trang nghiêm của thần tiên nhưng có kiêu ngạo của chính mình viên hạo tuy rằng không phải thần mà chỉ là người phàm nhưng lại là người yêu nàng sâu sắc dực thánh chân quân nghiêm chỉnh chắp tay cúi đầu với ly du dao đa tạ nguyên quân giúp ta độ kiếp phi thăng hắn không phải viên hạo ly du dao cảm thấy như mình từ cửu trọng thiên rơi vào liệt hỏa dưới địa ngục nàng đến không phải để nghe hắn nói cảm ơn nàng đến không phải để chúc mừng hắn trở về thiên đình. Nàng đến không phải để chứng thực hắn là dược thánh chân quân mà không phải viên hảo. Người phàm tu đảo, lịch kiếp, thành tiên, trải qua thiên kiếp, chính là vứt bỏ thân thể phàm thai, siêu thoát phàm trần thế tục, tìm hiểu hóa cảnh của thiên đảo, giây phút đó cũng giống như trọng sinh, cũng như phượng hoàng niết bàn, chuyện cũng trở thành ảo ảnh cảnh trong mơ, không hề có yêu có hận có vô vọng tình. Dược thánh chân quân cũng thế, hắn chuyển thế nhập phàm trần lịch thiên kiếp, trải qua cái chết sau đó sống lại, viên hạo cũng không còn tồn tại nữa. Ngày đó nàng không nói được một lời sừng sốt một lúc rồi xoay người bỏ chạy, từ nay về sau dực thánh chân quân không gặp lại nàng nữa, cho đến 800 năm sau. Vì sao nàng nhập ma? Có liên quan đến ta sao? Dực thánh chân quân bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh trường quầy ly. trưởng quầy ly nhìn hắn một cái, kinh ngạc chợt lóe mà qua, cũng đúng, nếu không phải hắn dùng pháp thuật sao nàng có thể vô duyên vô cớ vào trong chính thần thức của mình dược thánh chân quân lấy chú chưa tả áp chế ma tính của trường quầy ly trong lòng nghi hoặc vì sao nàng lại từ thần biến thành ma vì thế làm thức hồn thuật không ngờ đáp án hắn muốn biết lại do hắn mà ra vì quá khứ của họ mà thành chuyện này đối với trường quầy ly mà nói là một vết sẹo trong tim thường xuyên ẩn ẩn đau nhức sườn như vĩnh viễn không thể khép lại mà đối với dực thánh chân quân mà nói đó chỉ là một đoạn trí nhớ phủ sinh thế tục, giống như hoa trong gương, trăng trong nước có thể nhìn nhưng sờ không tới, là khắc cốt ghi tâm trong sinh mệnh người khác nhưng chỉ là một giấc mộng ảo cảnh trong mấy ngàn năm trí nhớ của hắn. Mặc dù trưởng quầy ly giờ phút này ở ngay trước mặt hắn, mặc dù hắn nhớ rõ tất cả, nhưng này phần tình cảm sâu nặng, chân thành kia không phải của hắn, hắn đối với nàng không có chút cảm giác nào. Hắn là thiên thần, có trách nhiệm có vinh quang có kiêu ngạo, chỉ không có tình yêu. Người muốn biết vì sao ta nhập ma? Trưởng quầy ly ngẩn người nửa khắc sốt cục mở miệng hỏi, là đơn thuần tò mò. Hay là người đối với ta còn có cảm giác? Dực thánh chân quân nghĩ nghĩ, đáp đoạn tình cảm của viên hảo và nàng ta nhớ rất rõ ràng, nhưng đó chẳng qua chỉ là một đoạn trí, ta cảm tạ nàng giúp ta độ kiếp, không hơn. Cho dù nàng vì đoạn tình này mà nhập ma, ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Cho dù là người phàm hay thần tiên, thiên tai tám nạn một số mệnh khó sửa, là phúc hay họa đều là nhân quả tuần hoàn, chỉ có thể tự mình trải nghiệm. Nếu nàng vì không bỏ được đoạn tình cảm kia mà sinh tâm ma, người bên ngoài không giúp được nàng. Ha, giọng điệu của ngươi thật giống Bạch Nham, nói đến Bạch Nham, trường Quỳ Ly bỗng nhiên cảm giác giống như đã mấy trăm năm không nhìn thấy hắn, rất nhớ hắn, không có hắn ở bên rong dài, lại nhải làm nhảm, nàng luôn cảm thấy vắng vẻ giống như thiếu cái gì. Lúc ấy Bạch Nham nắm tay nàng, mang nàng đi vào thần thức của chính mình nói rằng muốn thẳng thắn, đối mặt với nhân quả kiếp nạn của chính hắn, với chính yêu hận đau khổ, hắn làm được, buông xuống, không hề bị chuyện cũ tra tấn nữa. Nàng phải chăng cũng có thể, buông viên hảo, buông mọi chuyện, buông hối hận tiếc nuối, lúc này không sai lầm nữa, quý trọng người trước mắt, giữ lấy hạnh phúc Bạch Nham cho nàng. Trưởng quầy ly mỉm cười, nhìn về phía rực thánh chân quân nói, người muốn biết vì sao ta nhập ma vậy tiếp tục xem đi. Từ trên trời xuống dưới đất, Ly Du sao không biết mình ở nhân gian lưu lạc bao nhiêu ngày đêm, hoảng hốt không biết làm thế nào. Tam giới rộng lớn nàng lại không biết nên đi đâu về đâu, không có viên hạo nàng giống như đã đánh mất bản thân. Nàng vốn nên lên thiên đình nhận phong thương, nhưng nàng lại chạy trốn, sau này cô cô có phái người xuống hạ giới tìm nàng, nàng lại tránh né. Nàng ngồi ở trên tường thành nơi biên quan, nghĩ về ba năm nàng ở bên viên hảo, bao nhiêu việc nhỏ vụn vật lại hiện lên rõ ràng, mỗi một ánh mắt của hắn dường như đều khắc sâu vào trong lòng nàng. Nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, tìm hắn về. Tìm ba năm đã mất của bọn họ về. Tìm hạnh phúc cô à bọn họ về. Con người nếu đã chết, hồn sẽ về địa phủ, viên hậu không phải chết mà là phi thăng, hồn của hắn nàng biết đi đâu tìm. Lý Du Giao đến phong đô ở 8 năm, chuyện thường làm nhất là cuốn lấy lục cô nương chỉ xin được vào tháp linh lung một lần. Trong tháp linh lung có lửa vô sinh, ghi lại tất cả mọi chuyện của mỗi sinh linh. Nhưng nàng không tìm được lửa vô sinh của viên hảo, chỉ có dực thánh chân quân. Trong lửa vô sinh của hắn nàng không tìm thấy tình yêu đã từng tồn tại của bọn họ, ba năm đó đối thần tiên mà nói chẳng qua là thời gian uống chén trà. Dược thánh chân quân giống như lúc uống trà buồn ngủ nên đã nằm mơ, sau khi tỉnh lại, có nhớ giấc mơ đó hay không thì có cũng gì khác biệt đâu rời khỏi tháp linh lung trong lòng ly du giao có hàng trăm cảm xúc người đàn ông yêu nàng chẳng lẽ chỉ là một cảnh trong mơ vậy người nàng không phải cũng chỉ là một cảnh trong mơ sao hạnh phúc và vui vẻ vốn chân thật như vậy là nàng tự tay hủy diệt tất cả giây phút nàng buông tay để viên hạo lên chiến trường chính là lúc nàng giết chết tình yêu của mình nàng không hiểu sao mình có thể độc ác tàn nhẫn với bản thân như vậy nếu ba năm kia là giấc mộng nàng có thể tiếp tục nằm mơ hay không có thể vĩnh viễn không tỉnh lại hay không. Dù sao vừa rời phong đô không bao lâu thì gặp gỡ người thiên đình phái tới tìm nàng. Nàng thấy đám thần tiên đó thật phiền, thậm chí có chút hận bọn họ, nàng không muốn lên thiên đình không muốn làm thần tiên, lại càng không muốn gặp dược thánh chân quân, không muốn nhất và cũng là không thể nhất chính là buông bỏ ái, tham, sân, si, hay là một ly du dao không tình không yêu. Nàng trốn đám người cô cô phái, trốn vào núi ngũ hành, gặp gỡ thiên khê vân nhai còn có ma tinh hậu khanh. Vật đổi sao rời, 800 năm là bao nhiêu ngày đêm, xuân đi thu đến, sông có thể cạn núi có thể mòn, con người luân hồi đã mấy đời. Trưởng Quầy Ly nhìn lại những chuyện này một lượt, nàng không khỏi tự hỏi chính mình tâm trạng của nàng có phải cũng đã thay đổi rồi chăng? Tình yêu của nàng và viên hạo đã sớm thành chuyện cũ, lạc ở trong lòng nàng 800 năm. Nàng từng mắng bạch nham, nói hắn khờ nói hắn ngu nói hắn ngốc, chính nàng thì sao? Chẳng lẽ không khờ không ngu không ngu mốc sao? Dực Thánh Chân Quân không phải viên hảo, nàng cũng đã biết từ 800 năm trước, chấp niệm này sớm nên tiêu tan thôi. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Dực Thánh Chân Quân, trên mặt hắn không chút biểu cảm, không nhìn ra một tia tình cảm nào. Bạch Nham quấn quýt lấy nàng 300 năm, ở bên nàng 300 năm, so với 3 năm viên hảo cho nàng không phải nhiều hơn gấp trăm lần sao? Bỗng nhiên nhớ tới có một năm nàng trốn khỏi bạch nham, cảm thấy không có nơi nào để đi nên tùy tiện đi về một phía, đợi khi nàng lấy lại tinh thần thì đã đến biên quan. Nàng ngồi ở trên thành sướng sờ giống như nhớ lại ngày nào đó, thấy nụ cười cuối cùng viên hạo để lại cho nàng, thấy máu của hắn ngấm vào mảnh đất cát vàng này. Bạch Nham rất nhanh đã tìm được nàng, lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng, không chỉ không cưỡng chế mang nàng về thậm chí còn không nói một câu nào, không khuyên giải an ủi cũng không hỏi, chỉ lặng lặng ngồi cùng nàng cho đến khi nàng mở miệng nắng hắn trước ngươi không có việc gì để làm à đi theo ta làm gì muốn giả thần giả quỷ chứ gì thế thì đi tìm đám người phàm không biết gì lại ngu xuẩn kia đi đừng đến làm phiền ta oa wow, ta chưa nói gì cũng chưa làm gì sao lại phiền đến nàng được bạch nham cười hỏi thấy đạo sĩ thối nhà ngươi là ta đã thấy phiền rồi ha bạch nham khẽ cười một tiếng cũng không phản bác còn không mau biến mất cho ta nàng phiền lòng không phải bởi vì mắt nàng thấy cái gì, mà là vì trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, không phải mắt không thấy là trong lòng có thể không phiền. Bạch Nham nói, nghiệp chướng của nàng vì có lòng mà sinh, ta không biết ngồi ở đây nàng có thể bình tĩnh lại không, nhưng ta quả thật có rất nhiều thời gian, không ngại cùng nàng ngồi thêm mấy ngày đâu. Trưởng Quầy Ly cảm thấy mình làm du hồn cô quỷ đã mấy trăm năm, cho đến giây phút đó mới phát hiện thì ra trong trời đất nàng không phải linh hồn cô đơn duy nhất, ít nhất ở giờ phút này còn có bạch nham cùng nàng. Bỗng nhiên rất muốn lập tức trở lại tiểu viện rách nát kia, vùi vào lòng bạch nham khóc lớn một hồi, sau đó nói cho hắn, có hắn bảo vệ nàng rất hạnh phúc. Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu này làm cho trường quầy ly không khỏi cười khẽ, khó trách lúc bạch nham mang nàng vào thần thức của hắn lại bình tĩnh lạnh nhạt như vậy. Thì ra chấp niệm mấy trăm năm muốn sáng tỏ thông suốt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Trưởng quầy ly ngẩng đầu nhìn dực Thánh chân quân, lại cười nói, những gì ngươi muốn biết đều đã biết, có thể rời khỏi thần thức của ta được chưa? Muốn tìm đá vô sắc cũng đừng lãng phí thời gian. Một bát nạn là tám trường hợp chướng nạn, cũng gọi là bát vô hạ, tức tám nơi không nhàn rỗi. Tám trường hợp này vẫn có thể xảy ra trên con đường đặt giác ngộ của một tu sĩ. Bát nạn bao gồm: 1. Địa ngục. 2. Súc sinh. 3 ngạ quỷ. 4. Trường Thọ Thiên là cõi trời thuộc sắc giới với thọ mệnh cao. Thọ mệnh cao cũng là một chướng ngại vì nó làm mê hoặc hành giả, làm hành giả dễ quên những nỗi khổ của sinh lão bệnh tử trong luân hồi mà không chịu thức ngộ. 5. Biên địa là những vùng xa xôi nơi trung tâm, không thuận tiện cho việc gặp hoặc tu học chính pháp. 6. Căn khuyết, không có đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật nguyền như mù, câm, điếc. 7 tà kiến biện thông, những kiến giải sai lệch, bất thiện nhưng lại trôi chảy đầy ủy mị ma lực. 8. Như lai bất xuất sinh, nghĩa là sinh sống trong thời gian không có Phật hoặc giáo pháp của Phật hiển hiện. Người may mắn không sinh vào tám nạn đó hãy lo tinh tấn tránh để vọng tâm vào nơi chướng nạn. Do đó ai được sinh làm người đầy đủ túc căn cũng là một cơ hội có đủ nhân duyên để tu tập. Hai ái, yêu. Tham, tham vọng, mong muốn. Sân, sân hận, hờn ghét si, si mê, mê mẫn lầm lạc. chương 55, trả lại đá vô sắc. Bạch Nham là ứng long, nàng là hòa linh, trước nay nàng luôn cảm thấy cơ thể Bạch Nham lạnh lẽo, nhưng bây giờ hắn còn nóng hơn cả nàng. Từ trong thần thức của trường quầy ly đi ra đã gần hoàng hôn, nàng hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, giống như có thể phóng thích những tích tụ động lại dưới đáy lòng 800 năm qua. Quay đầu nhìn về phía cây đại thụ sừng sướng cách đó không xa, khu rừng dường như mấy trăm năm không chút biến hóa, luôn có đám sương lượn lờ, luôn có âm khí dày đặc. Nhưng giờ phút này trường quầy ly nhìn chúng lại thấy không giống xưa, không phải chúng trở nên tươi mát cũng không phải trở nên đẹp đẽ tuyệt vời, chỉ là không còn thần bí đáng sợ, giống như oán trách, hối hận, ấy nấy đã từng bị nàng giấu trong lòng được một mưa to cọ rửa sạch sẽ tất cả. Dược thánh chân quân thấy cánh nàng đã biến trở về màu sắc ban đầu, nàng đã khôi phục bình tĩnh, cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra ta đưa ngươi đi tìm đá vô sắc. Trưởng quầy ly cùng dực thánh chân quân bước lên mây về đan thành, chẳng qua nàng không trực tiếp dẫn hắn đi tìm cô gái kia thu hồi đá vô sắc mà về tiệm quan tài trước. Nàng muốn điều tra rõ chuyện đỗ tuyền, dực thánh chân quân chính là đại nguyên soái thiên đình, có tấm bùa hộ mệnh này ở bên cho dù không khéo gặp phải thiên khê cũng không cần sợ. Tiệm quan tài, đá vô sắc ở trong này. Dực thánh chân quân đứng ở cửa tiệm quan tài do dự không biết có nên vào không, Nói thật hắn sống mấy ngàn năm nhưng chưa từng vào tiệm quan tài. Tiểu nhị đại phú của tiệm quan tài đang ở cửa hàng buồn ngủ, bỗng nhiên thấy người đến lập tức hưng phấn, tập trung nhìn mới thấy người đến lại là trưởng quầy nhà mình. Đại phú từ trong cửa hàng chạy ra nghênh đón nàng, nói, trưởng quầy ly. Cô đã về rồi, tiểu tuyển ca không biết đi đâu, hai ngày qua không tới cửa hàng. Trưởng quầy ly gật gật đầu, nói với dực thánh chân quân, ta mở tiệm quan tài, đi vào trước đi. Nàng mở. Sao vậy? Lại tò mò. Vào nội đường đi, từ từ sẽ nói cho ngươi. Trưởng quầy ly mời dực thánh chân quân ngồi vào nội đường trước, còn mình lại quay sang hỏi đại phú hai câu, lần cuối ngươi thấy đỗ tuyển là khi nào? À, là buổi chiều hôm kia. Hắn có nói đi đâu? Làm gì không? Không có, chiều hôm đó vốn đến phiên hắn trong cửa hàng, nhưng buổi chiều không biết sao đột nhiên nhảy dựng lên, Nói hắn có việc về nhà rồi bỏ chạy luôn. Tốt lắm, ta biết rồi. Gần đây ngươi cùng các tiểu nhị khác trong cửa hàng rất tốt, buôn bán cũng khá. Tháng này ta sẽ tăng tiền công cho các ngươi. Đa tạ trưởng quầy, đa tạ trưởng quầy. Bởi vì chút tiền trinh đại phú đã mừng rỡ giống như cả người sắp bay lên. Theo như đại phú nói, dường như là trong nhà xảy ra chuyện đổ tiền vội vàng trở về nên mới bị thiên khê mang đi. Xem ra nàng phải về nhà một chuyến không biết chỉ lan có sao không, với chút đạo hạnh của nàng ấy hy vọng thiên khê không để nàng ấy vào mắt, tha cho nàng ấy đường sống. Đi vào nội đường, trường quầy ly không có thời gian nói chuyện phiếm với dực thánh chân quân, kéo hắn vừa về phủ vừa đi vừa nói chuyện. Người cũng biết cái gọi là luân hồi của người phàm đơn giản chỉ là sinh tử nối tiếp, một đoạn sinh mệnh chấm dứt tức là một đoạn sinh mệnh khác bắt đầu. Thần tiên yêu ma đều nói luân hồi nhiều đau khổ nhất, bao nhiêu người tu mấy trăm năm chỉ vì siêu thoát luân hồi cái này liên quan đến chuyện nàng mở tiệm quan tại sao trưởng quầy ly hơi gật gật đầu nói xem như vậy đi sau khi viên hạo chết không có di thể không có hài cốt chỉ để lại một bộ áo giáp ta từng đưa bộ giáp về viên ra người hắn lập cho hắn ngôi mộ trôn quần áo và di vật không biết vì sao thời gian quá qua lâu ta vẫn không buông xuôi được ta biết hắn đã chết nhưng vẫn cảm thấy cuộc duyên phận của chúng ta không nên kết thúc như vậy có thể mai táng áo giáp của hắn lại không mai táng được tình cảm đối với hắn. Sau này gặp được Bạch Nham, chúng ta ẩn vào nhân gian, hắn giả làm lão đạo lừa đảo bịp bợm giả thần giả quỷ rất vui vẻ, ta lại không có việc gì làm. Có một lần đi ở trên đường gặp một gia đình đưa tang, ta bỗng nhiên bắt đầu nảy ra ý tưởng mở tiệm quan tài, đưa vong hồn đoạn đường cuối cùng, hoặc nên nói ta muốn siêu độ linh hồn của chính mình thì đúng hơn. Lại nói tiếp, 300 năm qua ta đã không tính được ta và Bạch Nham đã siêu độ bao nhiêu hung linh ác quỷ, không biết bây giờ có phải đến phiên chúng ta siêu độ chính mình hay không. Dực Thánh Chân Quân cười cười, hai người tích thiện tích đức cuối cùng sẽ nhận được phúc báo. Ha, trưởng quỷ ly không khỏi châm biếm Dực Thánh Chân Quân, nói như ngươi, Bạch Nham không cần bị bắt về thiên đình chịu hình chịu tội nữa đúng không? Cái này, ý chỉ của Ngọc Đế không thể làm trái. Hừ. Thế hóa ra là ngươi thuận miệng nói bừa à? Ta! Được rồi, chúng ta đến rồi, đây là nhà của ta. Mấy tầng kết giới trong ngoài phủ trạch dù là của Bạch Nham hay là của trường Quầy Ly đều không có dấu hiệu bị phá, xem ra đỗ tuyển còn chưa về đã bị mang đi. Trưởng Quầy Ly đưa dực thánh chân quân vào phủ, vừa vào cửa chỉ lan đã lao ra, trường quản tỷ đã về rồi, không thấy đỗ tuyển đâu cả. Muội có thể nói rồi sao, trưởng quầy ly hơi kinh ngạc nhìn chỉ Lan. Chỉ Lan ngẩn người, vô ý thức nâng tay sờ của mình, nhẹ nhàng thử phát ra vài tiếng thật sự có thể. muội có thể nói chuyện rồi. Chỉ Lan đang cảm thấy hưng phấn vui sướng, bỗng nhiên nhớ tới đỗ tuyền, lập tức vừa khóc vừa nghiêm mặt, nói trưởng quản, hai ngày trước không biết là ai tới, muốn cởi bỏ kết giới của tỷ và lão đạo răng, nhưng không thành công. muội có chút sợ hãi. Vốn định đợi đỗ tuyền về rồi nói cho huynh ấy, nhưng huynh ấy từ sau sáng sớm ra cửa thì không thấy về nữa. Không phải huynh ấy đến phòng đô tìm hai người chứ? Hay là, hay là huynh ấy đã xảy ra chuyện? Chỉ Lan, hắn không sao, muội yên tâm đi, là Bạch Nham có việc nhờ hắn đi làm, muội yên tâm ở trong nhà đừng ra ngoài, chờ chúng ta về. Vâng, chỉ Lan không nghi ngờ gật đầu, trộm liếc dực thánh chân quân bên cạnh trường quầy ly một cái, bị tiên khí trên người hắn cuốn hút, tự nhiên mà muốn tới gần trưởng quầy ly nhìn dực thánh chân quân một cái quay về phía chỉ lan nói chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn ta trở về là vì lo lắng cho muội muội ngoan ngoãn trong nhà biết không được muội biết rồi chờ chúng ta trở về vâng trưởng quầy ly đưa dực thánh chân quân đến hai nơi đều không dừng lại lâu đi ra khỏi phủ trạch dực thánh chân quân không khỏi nghi vấn nói rốt cuộc nàng muốn đưa ta đi đâu đi tìm đá vô sắc tiện đường về nhà nhìn một cái không làm chậm trễ thời gian chứ. Trưởng quầy ly nói. Vậy bây giờ đi tìm đá vô sắc sao? Đúng vậy. Trưởng quầy ly dẫn dực thánh chân quân đi đến một tiểu trạch cũ nát, nói với hắn đá vô sắc ở ngay đây. Ở trong này, sao ta không hề cảm thấy khí của đá vô sắc? Nếu ngươi cảm thấy thì đã sớm tìm đến đây. Trưởng quầy ly nói, đá vô sắc ở trong thân thể cô bé kia, muốn lấy đá vô sắc ra đứa bé sẽ mất mạng người muốn làm gì thì làm. Ta không rảnh cùng ngươi, đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Dứt lời trưởng quầy ly liền hóa thành khói nhẹ rời đi, chỉ để lại một mình rực thánh chân quân đối mặt với vấn đề nan giải này. Hắn sợ trưởng quầy ly cố ý lừa hắn, vì thế lặng lẽ dò xét nguyên thần của bé gái kia xác định đã vô sắc quả thực ở trong thân thể cô bé, hắn nên làm gì bây giờ? Giết cô bé sao? Thành Khương Dương, trong tiểu viện rách nát, Bạch nham mãi không phá được kết giới của trường quỷ ly, sốt ruột đến mức sắc mặt trắng bệch lại bó tay. Một quầng sáng lóa mắt xuất hiện ở trước mặt bạch nham phá tan tầng kết giới kia. Bạch nham, trường quầy ly nhào vào trong lòng bạch nham, làm cho bạch nham kinh ngạc chân tay luống cuống. Dù sao, ta đã về rồi, trường quầy ly rụi vào lồng ngực bạch nham dầu dĩ nói một câu, nước mắt lại trào ra, mới rời khỏi hắn một lát thôi mà sao lại có thể nhớ hắn đến vậy. Bạch Nham không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao trưởng quầy ly không chỉ trở về mà còn đột nhiên lao vào lòng hắn như thế. Hắn vốn có rất nhiều rất nhiều phỏng đoán, sợ nàng thấy viên hạo sẽ quên hắn, sợ ma tính của nàng đột nhiên bộc phát bị viên hạo đả thương, sợ nàng từ nay về sau không trở lại, nhưng không ngờ nàng lại cho hắn một niềm vui bất ngờ thế này. Nghe thấy nàng yếu ớt lặng lẽ khóc, hắn có cảm giác như người sắp chết đuối bỗng nhiên được người ta cứu lên, cảm giác như chút được gánh nặng cảm giác như được sống lại. Hắn ôm chặt lấy nàng, cầu nguyện đây là kết cục của bọn họ, vĩnh viễn của bọn họ. Trưởng quầy ly ôm Bạch Nham bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Bạch Nham là ứng long, nàng là hỏa linh, trước nay nàng luôn cảm thấy cơ thể Bạch Nham lạnh lẽo, nhưng bây giờ hắn còn nóng hơn cả nàng. Trưởng quầy ly đẩy Bạch Nham ra vài phân, đưa tay sờ lên cổ của hắn, ngón tay lại chạm đến nhiệt độ nóng cháy. Bạch Nham không phải người hắn sẽ không cảm sốt. Bạch nham, chàng làm sao vậy? Sao lại nóng thế này? Xảy ra chuyện gì? Bạch nham cười thê lương, là thiên ngoại lưu hỏa thiêu đốt trong nguyên thần của ta. Cái gì? Sao có thể như vậy? Ta mất một trăm năm mới chỉ áp chế được thiên ngoại lưu hỏa trong nguyên thần chứ không dập tắt hoàn toàn được nó. Quả nhiên nguyên thần chưa hủy lửa sẽ không tắt. Bạch nham dừng một chút không muốn nói thêm nữa. Hắn vốn không định để trường quầy ly biết, không muốn bất kỳ ai biết cho nên chỉ cần chàng dùng sức mạnh nguyên thần sẽ khiến lưu hỏa bùng lên biến trở về nguyên hình hóa thành ứng long hoặc là thi triển pháp thuật mạnh đều có ảnh hưởng phải không phải phải trưởng quầy ly không kiềm chế được gào lên với hắn vậy mà chàng còn dùng nguyên hình đấu pháp với thiên khê chàng đưa thiên binh thiên tướng tới còn chưa đủ sao chàng đang đi tìm chết đấy à chỉ cần nàng không sao trưởng quầy ly ngắt lời bạch nham hung hăng nói, ta có sao? Rất có sao, ta vì viên Hạo mà thành ma, chàng có tin nếu chàng chết, ta điên lên biến thành thiên khê thứ hai, làm loạn tam giới nghiêng trời lệch đất không hả? Bạch Nham thất thần nhìn nước mắt của nàng từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống. Ở bên nàng 300 năm hắn chưa bao giờ thấy nàng rơi lệ, nhưng chỉ trong mấy ngày này nàng đã vì hắn mà khóc hai lần. Trong lòng hắn không rõ là cảm kích hay là hạnh phúc ông trời đối xử với hắn thật đúng là không tệ cho dù bạch nham hai bàn tay trắng ít nhất còn có nàng trưởng quầy ly nhìn thấy hắn đột nhiên lại cười tức giận mắng cười lúc này còn cười chàng sắp bị thiêu chín rồi trên người bạch nham đã loáng thoáng xuất hiện một ít hồng ban vừa thấy đã biết không phải chuyện tốt chàng không thấy đau sao trưởng quầy ly sốt ruột vén tay áo của hắn lên xem trên cánh tay hắn có vết giống như bị bỏng thiên ngoại lưu hỏa là thiêu đốt từ trong nguyên thần của hắn, nếu trên da hắn đã bắt đầu hiện lên vết, vậy bên trong đã đến mức nào rồi? Bạch Nham giữ tay nàng lại, kéo nàng vào trong lòng, khi nàng ở cùng viên hạo đau không thể tưởng được nàng đã về thì không thấy đau nữa. Chàng còn khua môi muốn mép, trưởng quầy ly cũng không có tâm trạng nghe hắn nói lời ngon tiếng ngọt, kéo hắn bước lên mây, đi, chúng ta về núi đại tuyết, linh nguyên của đỗ tuyền có thể cứu chàng một lần, nhất định có thể cứu chàng lần thứ hai. Đúng rồi, viên hạo đâu? Nàng dẫn hắn về đan thành sao? Vậy nàng có về phủ xem qua chưa? Đỗ tuyền sao lại bị thiên khê mang đi? Bạch Nham liên tục hỏi trưởng quầy ly mấy vấn đề. Trưởng quầy ly liếc mắt nhìn hắn, chàng lo cho chính mình trước đi. Còn quan tâm những người khác làm gì? À, còn có đạo sĩ đám huyền tôn giáo kia là tới phong đô tình người, ta đoán bảy tám phần là có liên quan đến kính côn luân, ta bảo tòng tố đưa đám đạo sĩ đó đến phong đô tình. Trưởng quầy ly cắt đứt lời hắn, còn nói. Cầm miệng, trước ngăn chặn lưu hỏa trong cơ thể đi đã, bằng không còn chưa tới núi đại tuyết chàng đã bị đốt trụi rồi. PS, để huynh hay chàng đây. PS2, chỉ Lan do chị Ly giúp thành hình nên không khác gì, con gái, chị Ly, thế nên để tìm muội cho nó thân mật. Trường 56, Nguyên thần dung hợp. Sao chàng lại có bản lĩnh khiến ta chật vật như vậy chứ? nơi sâu nhất trong núi Đại Tuyết cất giấu hồ băng ngàn thước, cũng chính là linh nguyên của Đỗ Tuyền. 500 năm trước sau khi Bạch Nham triệu hình đã được muội muội mình là Bạch Doanh Chi mang đến nơi này. Hắn dựa vào linh khí của hồ băng chữa thương và áp chế lưu hỏa trong cơ thể. Bạch Doanh Chi lấy kết giới bảo vệ hắn hơn 100 năm, cho đến lúc hắn có thể ngăn chặn thiên ngoại lưu hỏa. Trưởng quầy ly mang Bạch Nham bay thẳng vào núi đại tuyết trực tiếp hạ xuống phía trên hồ băng nàng không nói hai lời liền đẩy Bạch Nham vào bên trong hồ băng, Bạch Nham không khỏi kêu lên, này, có nhất thiết phải độc ác vậy không? Chàng đối xử với bản thân còn tàn nhẫn hơn ta rất nhiều. Bạch Nham chìm vào trong hồ, dần dần ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa. Trưởng Quầy Ly chỉ có thể đứng ở bên hồ. Trưởng Quầy Ly là huyền điều hòa linh thuần khiết, nàng đạo hạnh ngàn năm mặc dù không sợ lạnh nhưng cũng không thích ở bên hồ băng đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy bạch nham nổi lên, nàng không khỏi sốt ruột. Lưu hỏa trong cơ thể bạch nham liệu có bùng phát quá mức nghiêm trọng hay không? Năm đó hắn dùng trăm năm mới khắc chế được, chẳng lẽ lúc này cũng phải mất bằng nấy thời gian sao? Vậy đỗ tuyền làm sao bây giờ? Bọn họ không giao đá vô sắc cho thiên khê, trong một đoạn thời gian thì tạm thời hắn sẽ không thương tổn đỗ tuyền, nhưng để lâu khó tránh thiên khê sẽ gây chuyện nếu dực thánh chân quân có thể đem đá vô sắc về thiên đình vậy thiên khê cũng không thể dễ dàng cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận mặt khác trưởng quầy ly tự tin rằng trong thời gian ngắn thiên khê sẽ không tìm được thanh vũ bọn họ có thể tranh thủ không ít thời gian nghĩ cách ứng phó nhưng không thể luôn dùng cách kéo dài thời gian với thiên khê được điều khiến cho trưởng quầy ly lo lắng không phải đỗ tuyền mà là vân nhai hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì không có bạch nham ở bên cạnh cùng thương lượng trong lòng nàng thấy thật bối rối. Cắn chặt răng, nàng cũng nhảy vào hồ đi tìm hắn. Nước trong hồ băng không lạnh như nàng tưởng, chỉ sợ là có liên quan đến lưu hỏa trong cơ thể bạch nham. Nàng không biết đây có được coi là chuyện tốt không, độ ấm của lưu hỏa truyền vào nước hồ, có phải thân thể bạch nham sẽ lạnh xuống được hay không? Dưới hồ băng ngàn thước tối đen như mực, trường quầy ly chỉ có thể dựa vào cảm giác nhạy bén để tìm kiếm vị trí của bạch nham, nói chính xác là cảm giác độ ấm của hắn đi về phía nước ấm để tìm bỗng nhiên trong nước dậy lên một ít dao động có lẽ là bạch nham trưởng quầy ly chỉ cảm thấy độ ấm của nước xung quanh đột nhiên giống hệt nhau khiến nàng mất phương hướng nàng bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bị nhẹ nhàng cuốn lấy đưa tay ra sờ mới biết là vầy rồng bạch nham ừm sao nàng lại xuống đây tiếng nói của bạch nham ở ngay bên tai nàng chàng có sao không sao lại hóa thành hình rồng như vậy có vẻ thoải mái hơn ta ở dưới này đã bao lâu rồi nàng sợ lạnh sao lại còn xuống bạch nham biến về hình người vẫn ôm lấy trường quầy ly nhẹ giọng nói chuyện bên tai ở nàng chàng có đỡ hơn chút nào không cuối cùng trường quầy ly cũng hiểu được vì sao mỗi lần nàng bị thương thì sắc mặt bạch nham đều không tốt tuy nàng tỏ vẻ hung dữ nhưng sự lo lắng và sốt ruột tuyệt không ít hơn bạch nham chúng ta đi lên trước đã bạch nhàm ôm trường quầy ly trồi lên khỏi mặt nước dựa vào vách tường băng ngồi xuống thở dài thật dài làm sao vậy rốt cuộc chàng thế nào rồi rất nghiêm trọng sao hồ băng này không giúp được chàng sao trưởng quầy ly hỏi liên tục rất nhiều lo lắng đến nỗi sắc trắng bệch bạch nham kéo nàng ngồi cạnh mình mỉm cười nói lưu hỏa này ở trong nguyên thần đã nhiều năm như vậy cho dù ngâm trong hồ băng tám trăm một năm cũng không thể hoàn toàn dập tắt nhưng bây giờ đã khá hơn rồi chỉ cần không phải liều mạng cùng thiên khê sẽ không sao. Nhớ thiên khê tìm được chúng ta thì sao? Nếu chúng ta muốn cứu đỗ tuyền, chắc chắn phải đại chiến một trận với thiên khê, đến lúc đó. Trưởng quầy ly trái tim cũng co rút, bất xác nghĩ, nếu không bọn họ không đụng vào thiên khê. Nếu dùng thanh vũ đi đổi đỗ tuyền thì sao? Bạch Nham đưa tay vuốt ve hai má trưởng quầy ly, xoay mặt nàng đối diện với mình, vô cùng vô cùng nghiêm túc nói, ta biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng đau lòng ta lo lắng cho ta ta đã cảm thấy rất thỏa mãn nhưng nếu bỏ rơi đỗ tuyền bỏ rơi thanh vũ không ngăn cản thiên khê quyết định như vậy không chỉ ta sẽ không làm mà chính nàng cũng sẽ không yên tâm ta nhất định sẽ không sao nàng muốn giúp hắn nàng không thể trơ mắt nhìn hắn chịu khổ nàng nhất định phải giúp hắn hoàn toàn trừ tận gốc lưu hỏa bạch nham chúng ta đánh cực phen đi cái gì Ta có cách có thể hóa giải lưu hỏa trong nguyên thần của chàng. Làm sao có thể? Không có Hỏa Vân Thần Đan quả thật không có khả năng, nhưng bây giờ có thể, Bạch Nham nghi hoặc nhìn nàng, nghe nàng tiếp tục nói, chỉ cần nguyên thần hai chúng ta có thể dung hợp, mượn sức mạnh của Hỏa Vân Thần Đan, ta có thể rút lưu hỏa từ trong nguyên thần chàng hòa vào Hỏa Vân Thần Đan. Làm vậy rất nguy hiểm, Bạch Nham cự tuyệt thẳng thừng, hai nguyên thần dung hợp rất nguy hiểm, huống chi chúng ta một là hỏa linh một là thủy linh. Căn bản không thể nào dung hợp, cho dù thật sự có thể dung hợp nhưng lưu hỏa sẽ thiêu hủy cả nguyên thần của nàng mất, tuyệt đối. Trường quầy ly mạnh mẽ tiến lên hôn môi bạch nham, che kín những lời hắn chưa nói xong. Ta sẽ không cho chàng nói không thể, lúc này đây chàng không được lựa chọn. Trường cung của trường quầy ly hiện ra, nàng đưa tay lấy hỏa vân thần đan ra, ngậm ở trong miệng. Dù sao, chỉ cần chàng chịu tin ta, nhất định sẽ thành công rất nguy hiểm, ta. Trước khi Bạch Nham nói không, trường quấy ly lại cho hắn một cái hôn, thản nhiên cười nói, đã nói rồi, chàng không được lựa chọn. Bốn cánh màu vàng mở bao lấy hai người đang ôm chặt lấy nhau, trường Quế ly lặng lặng nhắm mắt lại hôn lên môi Bạch Nham, đưa cả nguyên thần cùng hỏa vân thần đan vào trong miệng hắn. Lúc này đây nàng đang lấy mạng của cả hai để đặt cược. Hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết dây phút trường quầy ly chạm được vào nguyên thần của Bạch Nham, phong ấn vốn khóa nguyên thần nàng tự động cởi bỏ. Bởi vì người hạ phong ấn này chính là Bạch Nham, mà hắn không bài xích nàng tiến đến, ngược lại giống như giang tay nghênh đón nàng. Quy luật nước lửa không thể dung hợp, lúc này đây nàng nhất định phải đánh vỡ. Nguyên thần của trường quầy ly tản ra hào quang màu đỏ bao phủ nguyên thần màu xanh lam của Bạch Nham, giống như hai người ôm chặt lấy nhau không thể xa rời nàng có thể cảm nhận được lưu hỏa trong nguyên thần của Bạch Nham, hỏa vân thần đan có linh lực cảm giác thiên ngoại lưu hỏa. Nếu có thể làm giống ngày đó, dẫn thiên ngoại lưu hỏa ra ngoài dung hợp cùng tam muội chân hỏa trường quầy ly điều khiển, vậy có thể rút lưu hỏa từ trong nguyên thần của Bạch Nham ra. Nhưng điểm mấu chốt là nàng có thể hoàn toàn khống chế được hỏa vân thần đan hay không? Hỏa vân thần đan có linh tính, có thể cảm nhận được tâm ý của trường quầy ly cùng thiên ngoại lưu hỏa mạnh mẽ trong nguyên thần của Bạch Nham, linh đan đỏ rực rục dịch, hào quang càng sáng chói. Bạch Nham từng phân chia nguyên thần của chính mình nên hắn biết rõ có nguy hiểm, dung hợp nguyên thần dường như là chuyện chưa từng có ai dám làm, ít nhất bọn họ cũng không biết đã từng có người thành công hay chưa. Bạch Nham có thể thẳng thắn, thành khẩn với trường Quỳ Ly, nhưng nếu hắn có một chút bất an hoặc hoài nghi đều sẽ làm cho nguyên thần kháng cự, cho nên phương pháp tốt nhất chính là làm cho mình tiến vào cảnh giới hư vô trước kia hắn nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ không đạt được cảnh giới như vậy, bởi vì ngoại trừ thượng cổ thần đế nữ hoa và phục hy đã sớm hóa nhập thế giới nhập hỗn thì chưa có người hay thần tiên nào làm được. Khi nguyên thần của trường quầy ly chạm đến nguyên thần của Bạch Nham, hắn tiến vào hư vô, thật giống như đột nhiên chìm vào giấc ngủ, không cần cố gắng cũng không khó khăn. Ngay cả trường quầy ly cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn làm được rồi. Trong nguyên thần của Bạch Nham đã tính mịch không có ý thức, thiên ngoại lưu hỏa dường như bị hỏa vân thần đan hấp dẫn dần dần ra khỏi nguyên thần của Bạch Nham, giống như một con độc trùng từ bỏ ký chủ chui vào trong hỏa vân thần đan. Khi trưởng quầy ly mở mắt ra, trên người nàng và Bạch Nham đã tích một tầng băng thật dày. Nàng nhìn Bạch Nham có cảm giác như mộng như ảo, nguyên thần của nàng đã trở lại rồi sao? Nàng thành công sao? Hay là nàng vẫn đang ở trong nguyên thần của Bạch Nham, vì không thể thoát ra mà sinh ra ảo giác? Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, phủ lớp băng trên người, pháp lực của nàng vẫn còn, vậy là thành công rồi sao? Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nàng nhà Hỏa Vân thần đan ra, hạt châu vốn đỏ đậm đã hóa thành màu vàng, là vì thiên ngoại lưu hỏa sao? Nếu nàng thành công rút lưu hỏa từ trong nguyên thần của Bạch Nham ra, vì sao Bạch Nham còn không tỉnh? Nàng đưa tay xoa hai má Bạch Nham, xúc cảm lạnh lẽo làm cho lòng nàng không yên, này, Bạch Nham, chàng tỉnh lại đi trưởng quầy ly nắm bà vai Bạch Nham lắc mạnh, mau tỉnh lại đi. Bạch Nham không chút phản ứng, trưởng quầy ly trong lòng quính lên nâng tay hung hăng tát cho hắn một cái, tỉnh lại. Muốn chết chàng cũng phải để lại cho ta một câu chứ. Trưởng quầy ly không dám nghĩ có phải Bạch Nham sẽ không tỉnh lại nữa hay không, không dám nghĩ vì sao đến bây giờ hắn vẫn còn ngủ, hoặc là còn ngủ bao lâu nữa, coi như ta xin chàng, tỉnh lại đi. Nàng tựa vào ngực Bạch Nham thấp giọng nghẹn ngào, nếu hắn không tỉnh lại nàng sẽ sợ hãi đến chết mất ngoại trừ cùng hắn ngủ say nàng không biết làm gì hơn trưởng quầy ly là người rất đơn giản chỉ theo đuổi thứ nàng muốn nếu không chiếm được nàng sẽ bất chấp tất cả giống như viên hảo sau khi hắn chết nàng không về nhà không nhập thần tịch nàng trục xuất mình trừng phạt mình chính như nàng đã nói nếu bạch nham xảy ra chuyện gì nàng sẽ biến thành thiên khê thứ hai những thứ như đạo nghĩa từ bi công đức đối với nàng mà nói chẳng là gì cả, nàng chỉ cần Bạch Nham. Đừng khóc, ta không sao. Bạch Nham bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, còn đưa tay nắm lấy bàn tay trường quỷ ly đang siết chặt trên ngực hắn. Vừa rồi quả thật hắn không có chút chi giác nào, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng nàng khóc, cảm giác được trái tim nàng vỡ nát bất lực, cảm nhận rõ ràng và khắc sâu hơn bất cứ lúc nào khác. Đây hoặc là kết quả của dung hợp nguyên thần khiến hắn có thể chia sẻ tất cả với nàng, hoặc là bởi vì hắn đã yêu nàng sâu tận vào xương. Trưởng quầy ly nghe thấy Bạch Nham nói đột nhiên ngửa đầu, thấy khóe miệng hắn mỉm cười, nàng liền tức giận, cười. Thấy ta khóc thì chàng vui vẻ lắm sao? Sao chàng lại có bản lĩnh khiến ta chật vật như vậy chứ? Bạch Nham không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên thái dương nàng, mặt mày nàng, hai má cùng nước mắt trên mặt nàng. Nếu trời xanh thương xót hai u hồn du đã mấy trăm năm ở nhân gian như bọn họ, trải qua muôn vàn sống chết mới có thể ôm nhau yêu nhau, vậy xin đừng làm cho nàng vì hắn mà đau lòng rơi lệ nữa. chương 57, khi tình đã sâu nặng. Hiện giờ là lúc bọn họ ở núi đại tuyết này chàng chàng tiếp tiếp, thủ thì tâm tình sao? Trường Quầy Ly phát hiện Bạch Nham càng ngày càng thích chiếm tiện nghi của nàng, thích ôm nàng, hôn nàng, đôi tay không an phận chạy loạn trên người nàng. Cho hắn một chút ngon ngọt hắn sẽ đòi lấn thêm một bước, ngày càng nghiêm trọng dường như nay thiên hạ thái bình, không có thiên khê, không có viên hảo, hắn không phạm vào thiên luật phải chạy trốn khắp nơi, nàng cũng không nhập ma sống tiêu diêu tự tại. Hiện giờ là lúc bọn họ ở núi đại tuyết này chàng chàng tiếp tiếp, thủ thì tâm tình sao? a à, nàng làm gì vậy? Thừa dịp bạch nham đang say mê, trường quầy ly cắn lên môi hắn, không dùng quá nhiều sức nhưng vẫn hơi đau. Chàng không sao chứ, trên người có nóng không? Không có gì chứng sao? thiên ngoại lưu hỏa đã tắt hoàn toàn chưa? Trưởng quầy ly ôm mặt bạch nham tỉ mỉ nhìn nhìn, lại ấn lên mạch môn của hắn, có vẻ như muốn kiểm tra toàn thân hắn. Bạch nham bị nàng sờ bên này một cái, nhéo bên kia một cái, cả người ngứa ngáy, không khỏi cười ra tiếng, ta không sao, vốn tưởng rằng chủ ý của nàng rất nguy hiểm, không ngờ lại thuận lợi như vậy, còn rất dễ dàng. Dễ dàng, trưởng quầy ly trợn tròn mắt nhìn hắn, căm giận nói, ta bất chấp cả tính mạng, dễ dàng chỗ nào hả? Chàng chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy là tinh thần sảng khoái, chàng có biết ta sợ chàng không tỉnh lại đến mức nào không? Rất sợ. Trưởng quầy ly nói xong có chút nghẹn ngào, cắn chặt môi dưới không nói thêm gì nữa. Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra, nàng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Bạch Nham làm sao không biết trong lòng nàng sợ bất an. Hắn chấp nhận đánh cược không phải vì tin tưởng kỳ tích, đơn giản vì nàng là người duy nhất hắn có thể toàn tâm toàn ý giao phó tất cả. Nàng đừng lo cho ta, chính nàng thì sao? Không sao chứ, thiên ngoại lưu hỏa làm nàng bị thương không? Bạch Nham cầm hai tay trưởng quầy ly lo lắng bất an, dịu dàng hỏi. Trưởng quầy ly thử vận khí, không phát hiện có gì không ổn, nói hẳn là không sao đâu. Tầng phong ấn cuối cùng đã giải, nàng cũng không sao chứ. Mà tính trên người có khiến nàng khó chịu không? đây mới là vấn đề Bạch Nham lo lắng nhất. Nghe Bạch Nham nhắc tới, trường quầy ly lại trừng mắt nhìn hắn một cái, trách không được chàng vẫn nói ta không thể tự cởi bỏ được tầng phong ấn cuối cùng, thì ra chàng dùng chính nguyên thần của mình để hạ chú. Chàng cũng thật độc ác, trừ phi chàng bị hủy thần hình hoặc là ta đụng vào nguyên thần của chàng, bằng không phong ấn này quả thật không còn cách nào khác có thể cởi bỏ. Lúc trước chàng đã suy tính gì mà lại dùng mánh khóe này vậy? Ha ha ha! Bạch Nham cười ha hả biết nàng tinh thông chú thuật pháp trận mới dùng phong ấn khó giải như vậy. Nay xem ra ta đã làm đúng rồi, phải khóa nàng thật chặt mới tốt. Tốt cái gì mà tốt, nhìn Bạch Nham cợt nhà nàng lại bực mình, nâng tay đấm cho hắn một phát. Tốt ở chỗ khóa chặt nàng khiến nàng không thể rời khỏi ta được. Trưởng quầy ly liếc trắng mắt, thật sự là tiện nghi gì cũng đều bị hắn chiếm hết mà, chỉ nói lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng thì có ích gì bạch nham bỗng nhiên thở dài nguyên thần dung hợp chúng ta đã làm được ông trời cho chúng ta kỳ tích như vậy chứng tỏ sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta ta bỗng nhiên cảm thấy ông trời cũng không vô tình những thứ mấy trăm năm trước mất đi không phải đều được bồi thường rồi sao chỉ cần có nàng ta đã thấy thỏa mãn rồi trưởng quầy ly nghe hắn nói vậy trong lòng không biết là cảm giác gì chỉ cảm thấy cổ căng thẳng không nói nên lời nàng chậm rãi dựa vào trong lòng bạch nham có hắn nàng cũng thấy rất thỏa mãn hai người yên lặng trong chốc lát bạch nham lại tiếp tục hỏi nàng ma tính trong cơ thể nàng vẫn còn sao đã không còn tầng phong ấn cuối cùng hắn thực bất an sợ nàng đột nhiên mất khống chế ngay cả hắn cũng giết trưởng quầy ly hơi hơi gật đầu dường như vẫn còn nhưng ta bây giờ mệt chết mất không có sức nổi điên nữa bạch nham không khỏi khẽ cười một tiếng thở phào một hơi nàng đã có thể khống chế được ma tính của mình chúng ta về nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt. Hử, về nhà. Bạch Nham bế trưởng quầy ly, bước lên mây, đương nhiên phải về nhà, chẳng lẽ nàng thích ở lại chỗ trời băng đất tuyết này sao? Hay là nàng muốn tìm cớ nằm trong lòng ta? Đi chết đi, nói hai câu đứng đắn chàng sẽ chết à? Trở về nhà ở Đan Thành, trưởng quầy ly ngủ rất lâu, nàng thật sự là mệt muốn chết rồi, mấy ngày không ngủ không nghỉ đối với nàng cũng không tính là gì, nhưng đấu pháp cùng phong cơ, thiên khê, tự cởi bỏ phong ấn của Bạch Nham, giúp Bạch Nham loại bỏ lưu hỏa trong nguyên thần đều là những chuyện cực kỳ vất vả lại hao phí chân nguyên. Thiên ngoại lưu hỏa trong nguyên thần Bạch Nham đã tắt hoàn toàn, hắn bị trói buộc mấy trăm năm cuối cùng cũng được thoải mái, cả pháp lực cũng được khôi phục như lúc trước khi chịu hình, thật sự là đại nạn không chết tất có hạnh phúc về sau. Bọn họ vừa về nhà, chỉ lan liền quấn quyết lấy Bạch Nham hỏi tình huống của Đỗ Tuyền. Bạch Nham bịa vài câu nói dối dấu giếm chỉ Lan, nhưng giờ tiểu tuyền ở đâu cũng là một gánh nặng trong lòng hắn, luôn làm cho hắn không thể an tâm. Trường Quầy Ly ngủ hai ngày, Bạch Nham lại không thể ngủ yên, vì thế lặng lẽ vào phòng trường Quầy Ly, ngồi đầu giường nàng. Hắn ưng tiếp mà không chết, Ngọc Đế bắt hắn là chuyện trong dự kiến, chỉ sợ làm liên lụy đến cha, đệ đệ và muội muội hắn. Thiên Khê mang đỗ tuyền đi, nhưng pháp lực của Đỗ Tuyền còn chưa đủ để cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận, cho nên Thiên Khê vẫn cần tìm một thủy linh khác, một trận ác chiến là không thể tránh được, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Hắn đưa thiên binh thiên tướng tới có thể bước lui thiên khê một lần, lần sau chỉ sợ không may mắn như vậy. Nếu Tổng Tố và đám đạo sĩ huyền tôn giáo kia có thể tìm được tề đồng ở phong đô, vậy bọn họ còn có thể có thêm vài phần phần thắng. Nhưng thiên khê còn có vân nhai giúp đỡ, mà lực lượng của bọn họ vẫn rất yếu, không biết đám thần tiên trên cửu trọng thiên kia suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ thật sự mặc kệ thiên khê sao? Ai, Bạch Nham không khỏi thở dài. Sao chàng lại ở trong phòng ta? Không biết trường Quầy Ly đã tỉnh từ lúc nào, giống như con mèo trừng mắt nhìn Bạch Nham, không biết khuê phòng con gái không thể vào sao? Còn có, sao chàng lại thở dài? Bạch Nham khẽ lắc đầu, thở dài cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng trưởng quầy ly ngồi dậy đến, chàng đang suy nghĩ tiểu tuyền. Ai, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, tuy rằng biết ngày nào thiên khê còn chưa tìm được thanh vũ, tiểu tuyền sẽ an toàn, nhưng ta vẫn cảm thấy rất bất an. Nhìn bạch nham mặt co mày cáu, trong lòng trường quầy ly cũng không dễ chịu, nhưng nàng trước nay chưa từng an ủi ai, mỗi khi nhìn thấy bạch nham không vui nàng chỉ toàn chế nhạo hắn thêm vài câu, nhưng nay lại không nói được câu nào. Suy nghĩ một lát, nàng chỉ có thể khẽ hôn hai má hắn coi như chân an bạch nham nhìn trường quầy ly cổ họng không khỏi căng thẳng nàng có biết nàng làm vậy là đang dụ dỗ ta hay không ta ta làm cái gì bạch nham không đáp chỉ sướng sờ nhìn nàng trường quầy ly nghi hoặc nhíu nhíu mày theo ánh mắt bạch nham cúi đầu nhìn thì ra nàng vừa tỉnh ngủ quần áo không chỉnh nàng vốn là chỉ mặc lớp áo đơn mơ mơ màng màng ngồi dậy khiến bà vai cùng xương quay xanh lộ ra rõ ràng trưởng quầy ly cuốn quyết kéo cổ áo, chỉ vào Bạch Nham nói, này, chàng là đạo sĩ, phải tuân thủ thanh quy giới luật. Ta chỉ giả làm đạo sĩ mà thôi, chưa từng xuất ra. Bạch Nham cười vô lại, không nhịn được đùa giỡn trường quầy ly. Vậy, vậy chàng là thần tiên, cũng phải tuân thủ thiên luật. À, ngay cả cực hình thần diệt ta cũng đã trải qua, sớm không phải thần tiên nữa rồi. Trưởng quầy ly nhìn đôi mắt Bạch Nham, nụ cười của hắn giống như toàn bộ linh hồn đều bị hút vào nàng thật sự không quan tâm cái gì mà thiên luật giới luật bởi vì nàng vốn là người không tuân thủ quy định chỉ là không hiểu sao nàng rất luống cuống trong lòng đột nhiên đập mạnh không biết nên làm thế nào nàng muốn dựa vào hắn gần thêm gần thêm nữa nàng muốn hôn hắn ôm hắn nàng muốn càng muốn mặt càng đỏ bạch nham nhìn nàng cúi đầu hai tay nắm chặt chăn không biết đang suy nghĩ cái gì hắn cầm tay trường quầy ly, hỏi, lại suy nghĩ gì vậy? Phiền não vì chuyện thiên khê, hay là lo lắng viên hạo sẽ tìm đến? Trường quầy ly đột nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn bạch nham, dứt khoát vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, dướn người lên hôn hắn. Bạch nham bị hành động của trường quầy ly khiến cho hoàng sợ lại mừng rỡ, nàng thật sự là ma quỷ sớm khiến hắn mê mẩn thần hồn điên đảo. Hắn đưa hai đỡ eo của nàng ôm vào trong lòng, chậm rãi ngã lên trên giường nụ hôn của hắn in lại trên môi nàng giữa chán nàng bên tai nàng rồi chuyển qua cổ nàng đầu vai nàng hắn nhẹ nhàng cắn xương quay xanh của nàng khiến nàng ngứa ngáy cách một lớn áo ngủ mỏng manh nàng có thể cảm nhận được độ ấm cực nóng trên bàn tay cùng hưng phấn nóng vội của hắn giây phút tay hắn cởi quần áo của nàng chạm đến da thịt nàng nàng lại càng khẩn trương run rẩy dù sao bạch nham nhìn nàng gọi tên nàng nàng chỉ cảm thấy mình bắt đầu trở nên mơ hồ toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ, chỉ có hắn, chỉ có cảm giác hắn mang lại cho nàng là rõ ràng thậm chí là rung động. Bạch Nham Thiên tính thuộc thủy, thân thể vẫn luôn lạnh lẽo, nhưng giờ phút này lại giống như lưu hỏa vẫn đang thiêu đốt trong nguyên thần hắn, nhiệt huyết sôi trào. Mà thân thể trường quầy ly vốn nóng, nhưng hắn lại cảm thấy hơi lạnh mềm nhẵn. Đợi nhiều năm như vậy, dường như hắn đang đợi giờ khắc cùng nàng hợp nhất cả linh hồn và thể xác này muốn bỏ tham sân si đối hắn mà nói không khó, nhưng bỏ dục thì vạn vạn không thể. Trong tai chỉ có tiếng nàng thở dốc rên gì biết quáng, thúc dục dục vọng cùng nhiệt tình đang không ngừng dâng lên trong hắn, hắn muốn nàng. Đau đớn lúc ban đầu chậm rãi hóa thành sung sướng, trường quầy ly chỉ cảm thấy mình như bị cuốn vào tầng sóng biển mãnh liệt, không có phương hướng, bất lực, chỉ có thể nhận lấy bạch nam cho. Chỉ lan nửa đêm tỉnh giấc nghe được có chút động tính, vì thế rời giường đến xem theo tiếng động tìm đến phòng trường quầy ly, nghi hoặc gõ gõ cửa trường quầy ly. Tỷ làm sao vậy? Tiếng gọi của chị Lan khiến trường quầy ly phát hoảng, hoảng hốt trừng mắt nhìn Bạch Nham. Bạch Nham nhìn bộ dáng nàng lúc này vừa luống cuống vừa ngượng ngùng lại vừa bối rối, không khỏi buồn cười, lập tức kháp quyết khởi động kết giới hoàn toàn ngăn chị Lan ở ngoài phòng. Trong nháy mắt chị Lan không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa. Kỳ lạ, chẳng lẽ là mình nghe lầm? chỉ Lan khó hiểu, trở về phòng tiếp tục ngủ. Bạch Nham khẽ hôn trưởng Quầy Ly, tiểu nha đầu kia đi rồi. Trưởng Quầy Ly hung tợn chừng mắt nhìn Bạch Nham, không biết nên nói cái gì cho phải, nhỡ bị chỉ Lan vô tình cắt ngang nàng thật sự là... Thật sự là mất hết cả mặt mũi. Bạch Nham hôn xuống trước ngực trưởng Quầy Ly, dùng hành động làm cho nàng nhanh chóng quên đi đoạn nhạc đệm nhỏ chỉ Lan. Trường 58, đổi thành khách làm khó chủ hắn sao có thể cam lòng quên nàng, hoặc để cho nàng quên hắn đây. Trời tờ mờ sáng, trường quầy ly chỉ cảm thấy cả người giống như bị tháo rời, còn mệt hơn đấu pháp cùng thiên khê. Bạch nham thực thỏa mãn ngủ say, nhưng nàng không thể ngủ được. Nàng có thể cảm thấy được dưới thân mình đỏ sấm một mảng, là máu của nàng, lặng lẽ thở dài. Nàng nhìn bạch nham, hắn ngủ thực sâu thực bình yên, chỉ sợ là lần ngủ ngon nhất trong mấy tháng qua. Trưởng quầy ly không muốn quấy rầy hắn, nhẹ tay nhẹ chân chịu đựng đau đớn chậm rãi ngồi dậy, khắp pháp quyết, thu hết máu sắp khô trên đệm trải giường vào một cái bình ngọc nhỏ. Nàng đang làm gì vậy? Trưởng quầy ly vừa động bạch nham đã tỉnh, chẳng qua là thích nằm ở bên nàng vì thế giả bộ ngủ thôi. Trưởng quầy ly mỉm cười, mọi người đều biết nước mắt phượng hoàng cứu người, khởi từ hồi sinh, nhưng lại không biết máu sử nữ của huyền điều càng thêm thần kỳ chân quý. Bạch nham nhìn nụ cười trên mặt trưởng quầy ly có chút chua sót không nói nên lời, hỏi, à, vì sao lại chân quý? Trưởng quầy ly lắc đầu, không trả lời. Nếu nàng nói cho bạch nham, máu trong bình ngọc nhỏ này, máu của nàng có thể luyện ra nước phong xuyên, hắn nhất định sẽ không cho nàng giữ lại. Hắn sao có thể cam lòng quên nàng, hoặc để cho nàng quên hắn đây? Ngàn năm trước huyền nữ nương nương chỉ có thể luyện ra một lọ nước phong xuyên rồi sau đó không thể luyện chế lại nữa. Bí mật chính là máu sử nữ của huyền điều. Trưởng Quầy Ly từng vì viên hạo trộm một lần, nhưng không thể ngờ được bình nước phong xuyên sớm bị trộm đi đổi thành rượu hoa quế Đông Hải Long Vương từng vì Bạch Nham xin nước phong xuyên một lần, nhưng vẫn là một bình rượu hoa quế. Trưởng Quầy Ly lại nằm xuống, tựa vào đầu vai Bạch Nham, chỉ cần Bạch Nham ở bên nàng, nàng sẽ vĩnh viễn không dùng đến nước phong xuyên, cho dù cuối cùng Ngọc Đế vẫn muốn phán Bạch Nham tử hình, nàng cũng muốn chịu hình cùng hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ lại hắn nhưng nàng không dám bỏ máu xử nữ của nàng, không biết vì sao trong lòng nàng luôn có bất an, nếu có một ngày Bạch Nham thật sự mất đi, nàng nhất định sẽ không chịu nổi đà kích như vậy, nước vong xuyên có thể là đường sống duy nhất của nàng. Chỉ cần nhớ lại ngày hôm đó trên núi Đại Tuyết, Bạch Nham có thể vĩnh viễn ngủ say, cả người trường quầy ly giống như bị đóng băng không thể động đậy. Nàng không muốn tiếp tục lo lắng về phỏng đoán này nữa, nàng chỉ cầu mong bọn họ còn có thể tiếp tục sống như trước kia, Hắn có thể tiếp tục giả thần giả quỷ, nàng có thể tiếp tục nhàn hạ, đỗ tiền có thể cùng chỉ Lan tùy hứng quậy phá, nhưng thời gian không thể quay ngược, chỉ có thể chiến đấu tới cùng với Thiên Khê. Bọn họ đánh thắng được Thiên Khê sao? Phải trả giá lớn đến mức nào? Còn muốn hy sinh bao nhiêu người nữa? Ngọc Đế sẽ bằng lòng buông tha Bạch Nham sao? Đá vô sắc đã được trả lại, có thể không truy cứu sao? Mà ma tính trên người nàng phải làm thế nào mới có thể trừ tận gốc đây? Bạch Nham khẽ hôn lên trán của nàng, hỏi, lại suy nghĩ cái gì vậy? Trưởng quầy ly hơi ngừng đầu lên, nhìn sườn mặt Bạch Nham, đưa tay chậm rãi mơn trớn của xương hàm hắn, hai má của hắn, mũi của hắn, nhắm mắt lại nàng cũng có thể tiếp tục nhu tả mắt của hắn, lông mày của hắn, cái chán của hắn ở trong đầu mình. Thậm chí mỗi một ánh mắt cưng chiều của hắn, nụ cười bao dung trấn an của hắn, tất cả mọi thứ của hắn nàng sẽ khắc thật sâu vào trong lòng, vĩnh viễn không quên. Bạch Nham cảm thấy động tác của nàng, vẻ mặt của nàng đều mang theo bi thương, khiến hắn nhìn mà đau lòng. Hắn cầm lấy tay nàng áp lên mặt mình, làm sao vậy? Ta muốn chàng luôn luôn ở trước mắt ta, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể thấy chàng. Trưởng quầy ly dịu dàng như vậy làm cho Bạch Nham hỗn loạn, không biết là cảm động, kích động hay là vui mừng. Hắn xoay đặt nàng dưới thân hôn lên môi nàng, tất cả ngôn ngữ cũng không trực tiếp bằng hành động của hắn. Bạch Nham đối với nàng hết sức dịu dàng sợ làm đau nàng, mỗi một lần vào sâu ra cạn đều bận tâm đến cảm thụ của nàng, khiến chính mình thật không thoải mái, cho đến khi nàng hoàn toàn quen thuộc tiếp nhận hắn, khi tiếng thét chói tai của nàng hóa thành tiếng ngâm nga rên rỉ, hắn mới dám tùy ý làm bậy. Trong sương mù, trưởng quầy ly hưởng thụ cảm giác kỳ diệu Bạch Nham mang đến cho nàng, những điều phiền lòng đều ném lên chín tầng mây, nàng muốn giữ lại giờ khắc hạnh phúc này, giữ lại giờ khắc vui thích này, cho dù bọn họ không thể đi đến vĩnh viễn. Ngày hôm sau, khi Bạch Nham tỉnh lại trường Quầy Ly đã không còn bên người, trong lòng hắn căng thẳng rất sợ mình chỉ nằm mơ mà thôi, nhưng hắn vẫn đang ở trong phòng nàng, làm sao có thể chỉ là một giấc mơ được. Ra khỏi phòng, xa xa nhìn thấy trường Quầy Ly ngồi ở trên cầu nhỏ cúi đầu nhìn nước chảy đến ngẩn người, nàng đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ tập trung như vậy, nghĩ đến thần sắc tiểu tụy như vậy. Làm sao vậy? sao không ngủ thêm một lát nữa? Bạch Nham ngồi xuống bên người trưởng quầy ly dịu dàng hỏi. Trưởng quầy ly không trả lời, chỉ thuận thế tựa vào đầu vai hắn, tiếp tục ngẩn người. Nàng không cần hắn an ủi, không cần hắn hứa hẹn, không cần hắn vì nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng chỉ cần hắn ở bên nàng, giống như 300 năm qua là được. Bạch Nham mỉm cười, để cho nàng dựa vào mình, lặng lặng ở cạnh nàng là tốt rồi chỉ lan đi ngang qua nhìn thấy trường quầy ly dựa vào bạch nham có chút giật mình. Hai ngày trước bọn họ đột nhiên về nhà, nàng đương nhiên là rất vui mừng. Nhưng Bạch Nham thay đổi bộ dáng làm cho nàng đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, nếu không phải khí trên người hắn không hề thay đổi, chỉ Lan nhất định không nhận ra hắn. Nhưng lạ nhất là thái độ của trường quầy ly đối với Bạch Nham, giống như hoàn toàn đối xử với người khác, vô cùng dịu dàng, vô cùng thân thiết trước đây trường quầy ly không phải rất thích chế nhạo châm chọc lão đạo sao sao đột nhiên lại hoàn toàn thay đổi vậy không có đỗ tuyền chỉ lan chẳng có ai để nói chuyện cùng nhìn bạch nham và trường quầy ly như keo như sơn nàng ôm đầy bụng nghi vấn cũng không biết đi hỏi ai nàng khẽ thở dài trở về phòng mình đỗ tuyền khi nào thì mới trở về nàng chán chết mất yên lặng hồi lâu trường quầy ly rốt cục mở miệng đem chuyện khi nàng gặp viên hạo cẩn thận nói cho bạch nham nghe nàng đã dẫn hắn tới đây. Bạch Nham có chút kinh ngạc, trường Quỷ Ly có thể đưa viên hạo đến nhà bọn họ chứng tỏ nàng rất tín nhiệm hắn ta, không hiểu sao khiến cho lòng hắn có chút không thoải mái. Ừ, trường Quỳ Ly hơi gật gật đầu, chàng yên tâm đi, hắn muốn mang đá vô sắc về thiên đình phục mệnh, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, trong nhiều ngày tới hắn sẽ không thể quấy rầy chúng ta. Hoặc là thái độ chàng không tốt như vậy thật ra là vì mặc chốc tuyết. Bạch Nham khẽ cười một tiếng, đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, ta hẳn là nên cảm ơn nàng đã giúp ta kết thúc phải không? Hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo, trưởng quầy ly liếc mắt nhìn hắn. Trưởng quầy ly ghen tị như vậy làm cho Bạch Nham buồn cười, nàng thật sự là quá đáng yêu, làm cho hắn không nhịn được ôm nàng vào lòng. Nói chuyện đứng đắn, chàng nói tòng tố mang theo đám đạo sĩ kia vào phong đô tình người. Là ai? Tể đồng đệ tử của đạo trưởng Minh Dục, sư huynh của đường phong. Nàng có nhớ khi Đường Phong vừa đến Đan Thành tìm ta có nhắc tới người này. Lúc trước ta còn rất ngạc nhiên người này có lai lịch thế nào mà lại quan trọng như vậy. Ngày ấy nghe giọng điệu của Minh Tịnh và Minh Trí, ta đoán người này mất tích có liên quan đến bảo vật chấn sơn Kính Côn Luân của Huyền Tôn giáo. Kính Côn Luân, 10 thần khí thượng cổ có hai vật lạc vào nhân gian, một là đá vô sắc, vật còn lại chính là Kính Côn Luân. Đá vô sắc đã bị Viên Hạo mang về Thiên Đình còn kính côn luân cũng không được tính là lạc mất vì nghìn năm qua đều do huyền tôn giáo cung phụng trông giữ ngày ấy minh dục triệu tập đệ tử cùng minh tịnh và minh trí đến phong đô là vì tề đồng nàng nói ngoại trừ kính côn luân thì còn có cái gì đáng giá đến độ huyền tôn giáo phải dốc hết toàn lực như vậy đây trưởng quầy ly nghĩ nghĩ quả thật không có nếu có thể tìm được kính côn luân đối phó với thiên khê chúng ta sẽ có thêm phần thắng như chàng nói nếu kính côn luân đã sớm bị tề đồng trộm đi, vậy vì sao Vân Nhai phải ở lại huyền tôn giáo? Vấn đề này thật sự là làm khó Bạch Nham, Vân Nhai và Thiên Khê đều là những đối thủ không thể khinh thường, bọn họ có cách nào có thể đồng thời đối phó cả Thiên Khê và Vân Nhai đây? Lấy đạo hành của Minh Dục lẽ ra nên phát hiện đệ tử thành đàm của mình đã bị chiếm thân thể, nhưng vì sao Vân Nhai có thể ở trong thân thể thành đàm, ở trong huyền tôn giáo 10 năm? Đừng nghĩ nữa, có nghĩ nát óc cũng vô dụng, không bằng chờ thiên khê tới tìm đi. Trưởng quầy ly hiểu được ý bạch nham, bọn họ hiện tại rất bị động, nếu muốn thắng thiên khê thì cứ để hắn tìm đến bọn họ chứ không phải cứ chạy theo thiên khê. Chàng thấy thế nào? Bạch nham trầm ngâm một tiếng nói, ừ, dùng thanh vũ đặt bẫy, học nữ hoa nương nương phong ấn hậu khanh, chúng ta cũng phong ấn thiên khê. Nói dễ hơn làm, trưởng quầy ly nhíu mày, nàng tinh thông trận pháp chú thuật chắc chắn có cách phòng ấn thiên khê. Ta nghĩ đã. Trưởng quầy ly lần này nghĩ là nhốt mình trong phòng suốt một ngày, chỉ lan đi đưa cơm trưa nàng cũng không để ý, cho đến giờ cơm tối nàng vẫn không ra khỏi phòng. Ta đưa chút gì cho trưởng quầy ly nhé? Chỉ lan hỏi Bạch Nham. Bạch Nham buông đũa lắc đầu, nàng sẽ không ăn đâu. Sau khi đỗ tuyển bị thiên khê bắt đi, hắn ăn cũng không ngon, hoàn toàn không có khẩu vị, may mà bọn họ có đói cũng không chết, không ăn cũng không sao. Chính muội nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta đi xem trường quầy ly. Bạch Nham đứng dậy rời đi. Chỉ Lan nhìn một bàn đồ ăn gần như không hề được động đến, nghi hoặc vạn phần, bọn họ đều làm sao vậy. Bạch Nham gõ cửa phòng trường quầy ly, nàng không lên tiếng trả lời. Ta vào nhé, Bạch Nham tự đẩy cửa phòng ra, trường quầy ly đang ngồi ở trên ghế thái sư lật xem sách, tìm được phương pháp không? Trưởng quầy ly gật đầu lại lắc đầu, phương pháp thì có, chẳng qua là được thì không được, mà hiểu thì không biết. Là sao? Muốn phong ấn tiên khê đầu tiên ít nhất phải có người pháp lực tương đương, đám đạo sĩ huyền tôn giáo kia vẫn còn quá non, lấy pháp lực của ta hoặc chàng có thể thử một lần, nhưng phiêu lưu quá lớn. Muốn ngăn cản tiên khê cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận, đồng thời phải giữ chân hắn gần như là không thể, nếu còn phải ứng phó với Vân Nhai hoàn toàn bó tay tiếp theo là phải dùng trận pháp nào, pháp bảo nào để phong ấn hắn. Vạn năm trước nữ hoa nương nương liên hợp câu trần, tử vi, hậu thổ, địa tàng mới có thể hoàn thành phong ấn ngũ hành trận, chúng ta dựa vào cái gì? Ta nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ chu tiên trận, huyết trận, chỉ có thái cực càn khôn trận mới có thể làm được. Trận pháp và pháp quyết ta đều biết, nhưng muốn thực sự phát huy uy lực của nó chúng ta trước tiên phải lấy được thái cực đồ của thái thượng lão quân đã. Thái cực đồ, Bạch Nham cúi đầu nhíu mày, quả nhiên rất khó làm nha. Thái cực đồ chính là bao hàm toàn diện, bảo vật phân thiên hợp địa, chưa nói bảo bối này là cầu không được, cho dù bọn họ muốn đi cầu xin thái thượng lão quân cũng sẽ không cho. Bạch Nham thân mang tội, trường quầy ly nhập ma đã lâu, ra mặt dày đi cầu xin cũng không được tiếp. Hướng chi Thái Thượng Lão Quân từ mấy ngàn năm trước sau khi tiến vào cảnh giới hỗn độn thì hành tung bất định. Lúc Bạch Nham sinh ra, nghe nói Thái Thượng Lão Quân còn tìm cha hắn Đông Hải Long Vương uống trà, sau thì không biết trốn đi đâu ngủ, tóm lại là hơn một ngàn năm không thấy bóng người. Trưởng Quầy Ly nhìn Bạch Nham yên lặng khẽ thở dài một cái, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuyền bọn họ sắp chìm rồi, còn cầu đang ở đâu? Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn